Rồi anh em mình test lại âm thanh xem nghe được chưa nhé. Được, chúng ta bắt đầu ha. Để xem cái lịch hôm nay của chúng ta. Ok. Lịch hôm nay của chúng ta sẽ là cái buổi một đầu tiên dành cho các anh em mới nè. Nó sẽ là về những tổng quan thị trường này, về những cái cần bật nhà cái. Rồi thêm cái phần đó là cái phần kinh tế vĩ mô, phần còn lại của kinh tế vĩ mô, cái giới tài phiệt mình biết mình chia sẻ với các anh em ấy. Ngày mai là ngày thứ tư sẽ có cái buổi chia sẻ của học viên Hiroko, nhưng mà nhà của bạn này đang có việc á, cho nên ngày mai bạn không thể Zoom để chia sẻ tiếp về những cái nền tảng, các cái đồng coi cơ bản, các cái đồng coi nền tảng ngon về phân tích cơ bản được. Cho nên ngày mai mình sẽ đứng lớp luôn, ngày mai mình sẽ học tiếp phần này. Ok, cho nên thời gian sẽ khá dư dả thời gian. Cho nên các bạn cứ thoải mái thời gian ha. Bữa nay là thứ ba, là ngày mai nè. Rồi. Thêm nữa là đối với các anh em của tí nha. Các bạn nói là trong Zoom nhiều người lạ, tại vì mình có up cái đường link bên nhóm Marine á, cho mấy anh em bên Marine vào nghe chung luôn. Mình nghĩ cái buổi này các anh em bên nhóm Marine cũng nên nghe, tại vì nó khá quan trọng đấy. Chúng ta không biết về cái này á, có thể chúng ta sẽ bị mất tiền, thắng bao nhiêu tiền cũng sẽ bị mất hết. Có một số bạn nói là không nghe được âm thanh, các bạn khác test lại xem thử nhé. Các bạn khác cái là âm thanh xem thử được không? Ok, vẫn ổn hả? Rồi, vậy là có thể cái mic của bạn nó đang bị gì đấy. Cái loa bên của bạn ấy đang bị gì đấy. Rồi, ok. Đấy, chúng ta sẽ có buổi Zoom ngày hôm nay với ngày mai nè. Thời gian nhiều lắm, cho nên sẽ thoải mái chia sẻ. Buổi Zoom ngày hôm nay á, thì đối với các anh em học viên cũ hầu như đã nghe rồi, đúng không? Chúng ta đã nghe rồi. Cho nên cũng sẽ không có gì mới mẻ lắm, nhưng mà sẽ rất là mới đối với các anh em bên nhóm Marine, những bạn mới và cả anh em bên nhóm học viên nữa. Và để đầu buổi á, mình nhắc lại, đối với các anh em học viên mới, chúng ta sẽ có một cái mã code riêng, mỗi bạn sẽ có một cái mã code cá nhân riêng. Các bạn hỏi cái buổi ngày hôm nay sẽ có ghi hình lại không, thì sau ngày hôm nay cái buổi ngày hôm nay có ghi hình lại, và sau ngày hôm nay sẽ có cái file tài liệu về kinh tế vĩ mô full. Bây giờ đã sẵn xong full hết rồi, sẽ gửi kèm với cái clip ghi hình ngày hôm nay luôn cho mấy anh em học viên mới. Mỗi bạn có một cái mã code riêng á, thì sẽ gửi theo cái mã code đó, cho nên các bạn giữ cái mã code đó ha. Rồi đối với anh em học viên mới chưa có mã code thì mình sẽ setup cho cái mã mới. Những cái các bạn mới vào chưa có thì để mình setup cái mã mới cho nha. Rồi, thôi chúng ta bắt đầu luôn ha. Các bạn nhìn BKC, các bạn thấy cái đường màu trắng không? Các bạn thấy cái đường màu trắng này, các bạn biết cái này là cái gì không ạ? Có ai nhận ra cái này là cái gì không? Có ai nhận ra cái này không? Các bạn nói là trend, không phải, nó không phải là trend. Nó không phải là trend. Cán cờ, chính xác. Bạn nào mà đánh quen rồi nhìn một phát là cái này nó là cán cờ. Trong cái 6 cái chiến lược, trong nhóm học viên chúng ta 6 cái chiến lược, có một cái bài là có cái chiến lược số 2, nhớ không ạ? Ăn trên một cái mô hình tiếp diễn đó. Cán cờ. Bây giờ tắt cái số R đi này. Ok chưa? Đây cái mô hình gì? Lá cờ nè. Đó. Còn mình nhìn quen rồi thì mình bỏ những cái bước này. Các bạn hỏi về, có một bạn hỏi về BKC có hôm qua có hai đợt tăng khung M15 30 phút. Có gì dự đoán được là nó sẽ có, các bạn hỏi về cái nhịp mà ăn
mà ăn cái lệnh mà trong mà riêng chúng ta ăn cái vừa rồi mình ăn cái lệnh mà 10.000 đô mà. Thực ra đêm qua các bạn để ý mình có viết một cái bài khoảng 1 giờ khuya hôm qua, có viết một cái bài cái bài đó là cái bài nó cái bài đó là cái bài phân tích về phân tích cơ bản cái chiến tranh của Nga và Ukraine. Do Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận cho nên nó bị ảnh hưởng về cái dòng tiền của nó, tài chính của nó, hình như không, cho nên cái dòng tiền ở trong quốc gia của Nga bây giờ ra không có được, mà Putin nó cũng không muốn cho mấy thằng nhà đầu tư này mày rút hết xưa rút hết cái tiền trong 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 nước nó ra, nó sẽ cấm bằng mọi giá, cho nên bắt buộc cái tụi này nó phải dùng cái tiền đó của nó để nó tháo chạy bằng mọi cách, bằng mua mua vàng cũng được, hoặc là chuyển qua crypto đó, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, cho nên cái dòng tiền nó lên và mình treo cái lệnh, mình treo cái lệnh BTC mình giữ luôn, nó lên đến 44 44 44, nó chỉ có như vậy thôi, có gì đâu. Khoảng 1 giờ mấy mình up cái bài bên channel channel chính, các anh em đọc các anh em sẽ thấy đây chưa. Rồi còn không không nhận định về cái các phân tích cơ bản mà chúng ta áp dụng vừa còn chúng ta vừa rồi cũng nhận ra nữa đúng không, đúng không? Áp dụng quý cò cũng nhận ra nữa, ở đâu ra một cái cây như vậy đâu. Đây nè, 4 giờ cái này là cái gì, 4 giờ đây là cái này là cái gì đúng không, siết chặt cũng đúng, nói trong cái nói nếu mà xem trong cái các bạn nói là siết chặt đó, nó là trong cái quý cọt á, nhưng SOS nó cũng đúng luôn, nó cũng đúng luôn, nhưng thật ra này mô hình cờ chứ có cái gì đâu, ở đây nó hình thành một cái nền giá, ở đây hình thành một cái nền giá và chúng ta nhìn xem cái lực bán không có mà lực mua rất là mạnh, rất là dồi dào, cho nên cái lệnh mà mình đánh 10.000 đi đi volume mình đánh 10.000 đô, mình đánh 2.900 mình ít lên tới 50 mà mình còn mua đêm luôn, tại vì cái lực này nè các bạn thấy không, lực lực bán không có mà lực mua rất là mạnh rất là dồi dào, thì tự tin mà gồng có cái gì đâu, thậm chí có một cái cây đỏ như vậy nó vượt lên đường Instagram nó xả cũng chẳng đáng gì so với cái lực mua trước đó, thì gồng lên thôi, cây này là một cây rũ bỏ, cây đỏ này nè, cái volume đỏ này là một một phát rũ bỏ không, bật lên lại đó. Thực ra những cái bài này á đối với anh chị em học viên trong nhóm chúng ta thực hành rất nhiều và hầu như là đánh mỗi ngày, chỉ có một cái là những bạn mới á, vào thì chưa có quen, bởi chúng ta học xong rồi đến cái lúc mà vô thực chiến vô đánh á, đánh lung tung hết luôn xong rồi học xong rồi không áp dụng, học bài bản học các kiểu luôn, xong đến lúc mà giá nó chạy rồi bắt đầu đi theo cảm xúc lại. Bây giờ BKC nên chốt, ví dụ nhìn 30 phút nhìn BC đây là mô hình cờ này. Chốt tại sao, các bạn nhìn thấy dấu hiệu gì, thậm chí ở đây sell xuống được luôn, ở đây sell xuống được luôn, có ai nhận ra gì không, chiến lược số 1 đúng rồi chính xác, mở sóng R lên, nếu mà chốt một là chốt theo mô hình, hai là chốt sóng R, nếu mà chốt các bạn thì canh ở mức này chốt hoặc là mức vàng này chốt. Đây, một chút tôi xem một cái lệnh xuống rồi mới đặt cái lệnh xem, mà nếu mà bây giờ ở đây sell là cộng trend hay ngược trend, nếu sell đây là cộng trend hay ngược trend, ngược trend, và thì nếu như cái lệnh sell này của chúng ta sell như vậy á ăn ngắn thôi đúng không, 30 phút chiến lược số 1, cái này vừa rồi có bên nhóm Marine đúng không, up cái file bên nhóm Marine xong rồi bọn cộng đồng lên cơm quá rồi xóa luôn cái clip bên channel Marine luôn rồi, khỏi cho của nó coi nữa, của nó coi có đưa của nó bí kíp đi chăng nữa, của nó coi của nó cũng không có năng lực của nó dùng thì xóa luôn đúng không. Anh em học viên chúng ta quá quen với chiến lược này, đây là một cái lực lực bán tháo xuống kèm khối lượng rất là lớn, bây giờ nếu mà chốt ở đây chúng ta mở xin 15 phút hoặc là 5 phút canh cái cản của nó đây nè, volume lực bán tháo rồi, lực bán tháo là xuất hiện rồi đúng không, canh cái lúc mà nó test cái sau đấy R chốt vậy thôi, hoặc là canh chết chặt 5 phút cũng được, 15 phút 5 phút sẽ không có biên độ ăn, nếu các bạn thấy hai hôm nay cô đánh trên chặt 5 phút không á,
đánh trên chặng 5 phút không? Đến bây giờ các bạn thấy cái lực bán nó mạnh mà lực mua nó chưa có, cho nên ở đây là sell xuống cực kỳ đẹp. Được chưa? Đây mô hình nè, giá lên đúng cái chạc tiếp diễn, mình tiếp diễn xuất hiện một cây đẩy giá xuống. Rồi, ok. Để xem còn câu hỏi nào trên đây. Chúng ta bắt đầu được, chúng ta bắt đầu vào buổi luôn. Bài tổng quan hôm nay giống như một cái buổi trò chuyện thôi. Các anh em đừng có đặt nặng đó là học hay là cái gì cả. Nó giống như một cái buổi chúng ta ngồi trò chuyện với nhau của giữa một cái người mà đi trước rồi chia sẻ lại cái tổng quan thị trường này cho các bạn thôi. Ok chưa? Rồi, để tôi kéo lên xem còn câu hỏi nào nữa nhé. Marine BGC các bạn nên chốt đi nha, lệnh buy thì nên chốt đi. Chốt đi. Có chị Thuận mới nhắn là khá vui, là chị Thuận nói là kéo lại tiền học phí gì đó. Thời điểm này ăn nên rút tiền ra, ha. Lát chúng ta nghe các bài tổng quan chúng ta sẽ biết. New spot khung ngày thì nên chốt hay chưa? Đến thời điểm này các bạn biết á, đợi cái kết quả của thằng Nga với thằng Ukraine nó như thế nào. Nếu mà nó vẫn còn lùm xùm như vậy, chắc chắn với các bạn thằng Nga nó sẽ bị cấm vận. Nó bị cấm vận ít nhất là mặt về kinh tế. Thì lúc đó cái dòng tiền nó đã đổ vào nước cầu này rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó, vừa rồi nhiều ông nói chiến tranh vàng ở chỉ vàng là nơi trú ẩn an toàn. Lịch sử chứng minh BGC không phải là nơi trú ẩn an toàn. Sao BGC vừa rồi lên phát 10% vậy? Đúng không? Đó. Có ai phân tích được cái đó đâu? Có bạn hỏi vui lắm, sao Putin không đánh Ukraine vào lúc mùa đông? Lúc đó vì thế Putin có thể đe dọa được châu Âu mà lại đánh ngay lúc này. Vì thế không tốt. Ai nói lúc này vì thế không tốt? Tại sao lúc này là vì thế không tốt? Tại sao lúc này là vì thế không tốt? Ai nói? Các bạn thấy nó đánh Ukraine sau cái cuộc họp mà nó đích thân nó bay qua bên Bắc Kinh, nó gặp ông Bình Hí, sau 3 tuần sau thì đánh với nhau. Sao là việc thế không tốt được? Việc thế quá tốt chứ. Nga, Trung Quốc, Mỹ là ba cái cường quốc. Nếu như thằng Nga nó làm sai, nó chơi lực rừng thì nó rất là sợ hai thằng đứng cùng một phía đập nó. Thì ít ra phải có một thằng đứng về phía nó. Triều Tiên không là cái giống gì đó. Triều Tiên nghèo bỏ mẹ ra luôn. Triều Tiên chỉ cần cấm vận nó thời gian nữa nó chết mẹ nó rồi. Thiệt. Các bạn nói Triều Tiên không là gì đâu. Triều Tiên nó có những cái hạt nhân này nọ các kiểu, nhưng nó đi theo một cái hướng khác. Các bạn hình dung như thế này nè, một cái chính phủ, một cái gì đó, dù cho quốc gia chính phủ đó nó đang theo một cái mô hình nào, mô hình tương lai, mô hình hiện đại, mô hình gì đó mà mọi người thán phục gì đó, ok. Nếu như cái quốc gia đó nó không có tiền, mọi thứ bằng không. Nếu cái quốc gia đó nghèo đói, mọi thứ bằng không. Các bạn nhớ điều này nha. Bây giờ các bạn thấy bất kỳ một thằng nào nó giỏi cỡ nào, nó làm gì làm, nó đéo có tiền, siết cái tài chính của nó là mọi thứ trở về zero hết. Cho nên các bạn thấy thằng Triều Tiên nó mà đi về cái hạt nhân đó, nó đi về những vũ khí hạt nhân đó, là chỉ cần siết cho nó nghèo đói là khỏi lo nó cường, nó mạnh. Mà hình như khỏi lo nó mạnh. Một khi nghèo đói thì chính người dân của nó tự đâm nó đói quá tự phản. Nó là cái luật của quốc gia, của cái xã hội này. Siết nghèo đói, siết vô. Cho nên các bạn thấy ông Trump ông đánh vô kinh tế. Ông đánh vô kinh tế chứ ông không có đánh vô cái, ông không đánh bằng chiến tranh bằng này nọ các kiểu, ông đánh vô kinh tế, ông đánh vào tài chính. Cứ lơm cơm là bỏ đói, đã hết lơm cơm thì là ngoan liền, cứ như vậy.
Còn thằng nào có năng lực á, thằng nào mà có năng lực mà biết thuận trend á, bơm tiền cho nó phát triển. Ok chưa? Rồi, thôi, chúng ta tìm hiểu về cái tổng quan cái thị trường tài chính này nha. Để hiểu về tổng quan thị trường tài chính này á, các bạn hình dung như thế này nè. Thật ra ai đã nghe những cái buổi mình cũng có nói rất nhiều về những cái buổi đầu rồi, thị trường này ban đầu á, tất cả không có cái nền tài chính, tất cả nó chỉ là một cái quốc gia sơ khai hình thành, thì cái quốc gia sơ khai đó hình thành á, nó đều được thành lập bởi quân đội, bởi vũ lực, bởi quân đội, bởi vũ khí. Thằng nào nắm quân đội thằng đó tiếng nói, nhưng nếu như mà dùng vũ lực để cai trị thì không dừng, nó không có nghe. Các bạn nhớ bất kỳ quốc gia nào cũng vậy á, thằng Mỹ, thằng Triều Tiên, thằng Nga, thằng gì cũng vậy, Xô Viết, thằng gì cũng vậy, nếu như quốc gia mà dùng vũ lực để cai trị, người dân nó không có nghe. Người dân là gì? Người dân là cần, dân đen là cần công bằng, cần mình được tôn trọng, cần tự do, cần các kiểu, cần nhiều cái lắm, nhưng có một cái là quyền lực thì không cho của nó được, là không cho của nó được, bắt buộc một cái bộ phận nào đó phải nắm cái quyền lực đó, phải nắm quyền lực đó. Và ở nếu chúng ta không hiểu cái này thì chúng ta sẽ thấy là ở những quốc gia khác á, ở những cái nước khác bắt đầu người ta ngồi, người ta cái tranh cãi cái nhóm ăn mặn với cái nhóm ăn ngọt, rồi cái nhóm tư bản với cái nhóm chủ nghĩa, nó ngồi nó tranh cãi. Nhưng các bạn hiểu một điều là một cái mô hình xã hội mà lý tưởng á, là cái mô hình xã hội của loài ong. Cái mô hình xã hội của loài ong là cái mô hình xã hội là một con ong chúa, xong rồi rất là nhiều con ong thợ, và tất cả các con ong thợ đều mang của cải, mang tài sản, mang thành quả cống hiến xây dựng cho cái tổ ong của con ong chúa đó. Con ong chúa đó mà chết mà tan là tất cả nát. Và các bạn nhìn cái mô hình của loài vật nó cũng như vậy, luôn có một con gọi là đầu đàn, một con là ông chúa, một con đầu đàn, một con các kiểu, một con sói đầu đàn các kiểu. Mô hình trong xã hội nó đều như vậy, các bạn nghiệm lại đi. Cho nên tại sao có những người hiểu rồi, người ta nói cái mô hình xã hội chủ nghĩa là một cái mô hình lý tưởng, tại vì nó quản lý tập quyền. Nhiều người người ta không biết, người ta nói quản lý tập quyền này không có ổn, phải tản quyền, phải này nọ, họ không có hiểu. Ngay cả một cái nước tư bản như thằng Mỹ, thực ra đều là Mỹ Mỹ dân đó. Và thực ra cái thế lực quản lý phía sau á, các bạn thấy á, Fed á, nói Fed quản lý chính phủ Mỹ, thực ra không, Fed chỉ là một cái bức bình phong. Bên trong Fed, những người đang điều hành Fed bên trong nữa kìa, là những cái tổ chức Do Thái, nó hơn 13 gia tộc của người Do Thái. Cái này các bạn đọc cái quyển về chiến tranh tiền tệ các bạn sẽ thấy. Và tại vì sao, tại sao chúng ta thấy ở bên bên Mỹ nó luôn sẽ có những cái đợt là bầu cử cho đảng này cho đảng nọ, đó là một cái cú reset, đó là một cái cú reset, nó không thể nào cho bất cứ một cái đảng phái nào, thậm chí những cái nước nhỏ nha các bạn nha, thậm chí những nước nhỏ cũng không có tồn tại lâu được. Một thời gian sau nó phải có chiến tranh, nó phải có thiên tai, nó phải có dịch bệnh, thậm chí những cái nước mà nó đang phát triển mạnh mẽ thì một thời gian sau nó vẫn sẽ phải có vấn đề để nó reset lại, nó kéo cái đà tăng trưởng của nó lại. Ví dụ như tôi nói các bạn thấy thằng Nhật Bản á, thằng Nhật Bản là một thằng rất là thân Mỹ mà nó luôn sẽ chịu thiên tai sóng thần các kiểu đó. Các bạn cứ đọc những cái quyển chiến tranh tiền tệ các bạn sẽ biết đấy. Vậy thì cái lịch sử hình thành nó từ đâu, là do như vậy, do trong quá trình phát triển xã hội của loài người có một cái bộ phận nhỏ họ nhận thức ra được một điều là họ phải cần nắm cái dòng tiền. Các bạn đọc quyển chiến tranh tiền tệ các bạn sẽ thấy là cần phải nắm dòng tiền. Những cái người mà nắm dòng tiền như cái gia tộc Rothschild á, các bạn đọc á, là ổng có một câu nổi tiếng, ổng nói là tao rất cần biết thằng nào làm vua, thằng nào làm vua, chỉ cần tao nắm cái dòng tiền thì thằng làm vua nó cũng phải là con nợ của tao, cũng phải cúi đầu. Và cái cách của ông Rothschild á, là ổng là một thương nhân, ổng rất có đầu óc, và ổng kết thân với ông vua, ổng biết ông vua là thích sưu tầm những cái đồng tiền cổ, và ổng sưu tầm cái đó ổng tặng cho ông vua. Ổng đợi thời cơ đến một thời điểm đẹp, ông vua ổng nói á,
Ông vua ông nói là bây giờ ông không biết, ông không biết tặng ban cái điều gì cho cái ông Rothschild này. Tại vì ông này quá giàu rồi, ban cái gì cho ông bây giờ? Bây giờ mày muốn cái gì mày nói thì tao cho mày. Tao làm được tao làm. Ông Rothschild ông nói bây giờ tôi giàu quá. Tôi giàu quá, tôi không có cần tiền của ngài. Nhưng mà tôi có cái mong ước là cho người dân của ngài giàu có giống như tôi, giúp cho những mọi người đều, cái quốc gia đều giàu có. Cho nên tôi đang có rất là nhiều tiền, thì ông ấy cho tôi phát hành tiền đi, cho tôi làm ngân hàng, mọi người cứ gửi tiền qua cho tôi và tôi đổi sang tiền giấy. Hoặc lúc đó ông Rothschild ông sẽ giữ tài sản của người khác và ông in ra một tờ giấy đó mang cái ý nghĩa là cam kết sẽ trả tiền cho họ, và người dân bắt đầu dùng cái tờ giấy đó, trong Vương quốc đó, dùng tờ giấy đó có thể giao thương mua bán bất kỳ chỗ nào, đúng không? Sẽ không có câu chuyện là ông bán gạo muốn ăn dưa là phải lấy gạo đi đổi dưa, không cần. Ông bán gạo chỉ cần gặp ông Rothschild, đưa gạo cho ông Rothschild là đưa tài sản cho ông, ổng đưa tại cái tờ giấy đó được viết là chữ tiền, và cầm tờ giấy đó có thể đi mua bất kỳ cái gì ở trong Vương quốc đó. Và thậm chí ông Rothschild ổng cho ông quốc vương mang mang nợ luôn, ổng mang cho ông quốc vương mượn nợ luôn, các bạn hiểu không, cho ông mượn nợ luôn đó. Và nó hình thành ra một câu chuyện là trong mỗi cái vương quốc, cái thằng nào mà nắm cái quyền phát hành tiền, thằng đó mới là chủ nhân. À, nhớ nha, mới là chủ nhân ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, thằng nào nắm quyền phát hành tiền thằng đó mới là chủ nhân thật sự của nền, của quốc gia đó đấy. Chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó, tại vì cái nguyên tắc này chúng ta không hiểu, không không nhớ thì sau này á, đi đến những cái vấn đề sau, những cái cần bậc nhà cái sắp tới chúng ta học á, chúng ta không có hiểu, chúng ta cứ cứ ngồi chắc tại sao như vậy, tại sao như kia như vậy, ok chưa? Sau đó ông Rothschild này ông mới làm một việc nữa là ông sẽ phát triển cái tài sản của ông không có gọn ở một cái vương quốc, mà ông muốn giàu hơn nữa. Bắt đầu ông mới đi sang vương quốc khác, ông nói là bên vương quốc A đang rất là giàu mạnh, khả năng là chuẩn bị mở rộng lãnh địa lãnh thổ, sẽ tấn công ngài, tấn công ông B. Bây giờ tôi thì có rất nhiều tiền, tôi có thể tài trợ vũ khí, tài trợ quốc phòng cho ông B, cho ông B mượn tiền, và ông B lại mang nợ của mượn nợ của ông Rothschild này, và bắt đầu ông cứ đi kích cho hai cái nước đánh nhau, hai nước đánh nhau, bắt đầu ông ở giữa ông trục lợi bằng cách là ông bán vũ khí, và cả hai cái quốc vương này đều mang nợ từ những cái việc chiến tranh, và cuối cùng hai bên bên nào đánh bên một bên mà không đánh thì bên kia nó cũng sẽ kích cho đánh, và chỉ cần hai bên đánh nhau thì ổng là người giữ trục lợi. Nhưng nhìn chung á, chúng ta đọc, nhiều người đọc về cái câu chuyện của chiến tranh tiền tệ, người ta không có hình dung ra rõ được cái vấn đề cốt lõi bên trong. Cái vấn đề cốt lõi bên trong là tất cả các tài sản của người dân, cái cách quản lý á, là tất cả các tài sản của người dân đều đi về một một mối hết, đều tập trung gom về một mối hết, để tập trung về gom một mối, và làm sao để gom nhanh, làm sao để gom gọn, gom qua tờ giấy, tờ giấy đó là tờ giấy bảo chứng, tờ giấy đó là tờ giấy nợ, tờ giấy đó là tờ giấy bảo chứng, cho nên mới nói là tiền tệ đó, tiền nó tệ lắm, tờ giấy bảo chứng, à, đúng chưa? Vậy thì nếu như đi về lâu về dài, cái thằng nào mà cầm cầm tiền về lâu về dài là thằng đó lỗ rồi đó, đúng không? Đúng không? Về lâu về dài là thằng nó lỗ. Ví dụ như bạn bạn sản xuất quần áo, bạn sản xuất trái cây, bạn sản xuất thực phẩm đi, bạn làm chết bà luôn mới ra được cái thành phẩm đó, tự nhiên con thằng ngồi không nó in tiền ra, xong nó mang có nó đổi tài sản của bạn, có phải nó cướp tài sản bạn không? Trong khi nó nói bạn đừng có lo, bạn đừng có lo, bạn cứ cầm tờ giấy này đi, tờ giấy này có giá trị trong tương lai đó, trong tương lai nó sẽ có giá trị và rất là quyền lực, bạn thấy bạn cầm tờ giấy này bạn đi đổi bất cứ tài sản của thằng khác của nó đều sẽ chấp nhận. Ok chưa? Tại vì cái tài sản đó nó đang được bảo chứng bởi, bởi cái vương quốc đó, bởi cái quốc vương, ông vua của nước đó. Các bạn hiểu không? Cho nên nếu mà nhìn chung như vậy, chúng ta sẽ thấy một điều là vậy thì những cái người mà hiểu điều này họ không chịu, họ lao, họ không chịu, họ lao động sản xuất. Bây giờ tự nhiên cái họ lao động sản xuất, họ tạo ra kết quả, họ tạo ra thành phẩm để phát triển đất nước, để làm này nọ, cái tự nhiên của nó lấy giấy của nó đổi hết đó của mình à, tại vì cái giấy này càng lúc càng nhiều lấy lỡ của mình à, các bạn có thấy hợp lý không?
nghe nó phi lý đúng không? Bây giờ không lao động sản xuất là lấy gì ăn, không tạo ra sản xuất thì đất nước làm sao mà phát triển. Nhưng mà nghĩ lại xem, nếu mà làm xong rồi còn nó lấy giấy của đỏ của mình à, rồi mình cầm tờ giấy đó mình xài thì ok đó, nhưng mà để lâu, để càng lâu thì nó càng bị mất đi giá trị đúng không, càng bị mất đi giá trị. Trong cái ví dụ như các bạn tạo ra bàn, tạo ra ghế, tạo ra laptop, tạo ra một số khác, các bạn để lâu chưa chắc nó mất giá à, chỉ có tiền mất giá thôi, những cái đó chưa chắc mất giá. Những cái đó chưa chắc mất giá nhưng mà tiền chắc chắn là mất giá đó, đúng không ạ? À? Tại vì một số cái bộ phận nhỏ họ nhìn ra điều đó, họ mới suy nghĩ là họ nói bây giờ tao không dành thời gian sống của tao để đi tạo ra những cái sản phẩm, những cái lao động, những cái đó. Thằng nào muốn làm thì tao không thích làm. Tao chỉ làm một việc thôi là gì? Là dịch chuyển dòng tiền, có nghĩa là tao đứng ở giữa. Tao đứng ở giữa, tao dịch chuyển dòng tiền. Bây giờ không không trực tiếp tạo ra sản phẩm nữa, nó sẽ đứng ở giữa, nó dịch chuyển cái tờ giấy nợ này, nó dịch chuyển cái tiền tệ này, nó dịch chuyển từ A sang B, nó dịch chuyển từ tay trái sang tay phải, và nó có rất là nhiều tiền, nó giàu. Sau khi nó có rất là nhiều tiền, nó giàu rồi, nó lấy cái đống tờ giấy nợ đó, nó đi đổi tài sản của thằng khác. Các bạn có thấy cái góc nhìn này nó lạ không? Cái góc nhìn này nó lạ không ạ? À? Và cái đó chính là những cái nhà đầu tư, những người trader, những thằng banker, những thằng teacher, những thằng broker, những thằng IB, đúng không? Những thằng investor, nhà đầu tư đó, nó là như vậy, nó đâu có trực tiếp nó tạo ra sản phẩm đâu, đúng không? Những thằng gì, những thằng đưa cái công ty của mình lên sàn chứng khoán để kêu gọi vốn nhà đầu tư, hình dung nói chung là huy động vốn hết. Tại vì những thằng đó nó cực giàu, tại vì lúc đó nó dùng cái trí óc của nó thay thế cho cái lao động sản xuất bằng chân tay, cho nên nó kiếm tiền bằng trí óc, và nó chỉ ngồi ở giữa nó. Các bạn để ý vừa rồi trong cộng đồng cô chat, cô có nói là bản chất trader, năng lực của một thằng trader á, nó chỉ dịch chuyển tiền từ chỗ này sang chỗ khác thôi, nó không có hay ho con mẹ gì hết. Nó chỉ dịch chuyển tiền từ chỗ, từ tay trái qua tay phải, nó dịch chuyển tiền từ người A sang người B, nhưng cái quá trình dịch chuyển đó nó có quyền lực bởi vì nó được cầm tiền nó xài. Và cái vấn đề nằm ở chỗ là khi nó dịch chuyển như vậy thì nó tạo ra cảm xúc cho, trong cái quá trình dịch chuyển đó nó tạo cảm xúc có người, nó làm cho người vui, nó làm cho người buồn, nó làm cho người hạnh phúc, nó hay dùng tiền nó làm từ thiện, nó hay đi dùng tiền nó làm những cái khác là chuyện của nó. Nhưng mà nó muốn lên được cái level đó để có thể đứng ở giữa và cầm cái tiền dịch chuyển đó, mà không cần phải tạo ra của cải sản phẩm như những cái dân đen bình thường đó, thì nó phải thật sự là hiểu về nền tài chính và phải đủ thông minh, không có đơn giản, đúng không? Cho nên hôm nay cái bài tổng quan hôm nay nó sẽ khác, và các bạn nghe các bạn sẽ thấy nó hơi lạ lạ, cứ coi như là cái buổi trò chuyện với nhau, anh em mình trò chuyện với nhau chém gió tâm sự chơi vậy thôi, ok chưa? Rồi các bạn nhìn lại từ cái câu chuyện Rothschild bắt đầu, nó nảy sinh ra là cái quá trình phát triển xã hội của loài người, con người nó càng lúc càng khôn ra, càng có kiến thức, càng có trình độ, và họ nhận thức ra được cái điều đó, họ nhận thức ra được điều đó, cho nên bắt buộc để quản lý được tụi nó phải có một cái bộ phận nào đó đứng ra làm trung gian. Cái bộ phận đó phải đứng về phía của tụi nó để tụi nó không không lật kèo mình mới quản lý được tụi nó, đúng không? Ví dụ như tôi mà tôi muốn quản lý, các bạn biết không, tôi mà tôi muốn quản lý một cái công ty 300 người, tôi phải có một thằng gì, tôi là CEO, tôi thành lập công ty, tôi quản lý một cái công ty 300 người, tôi không thể nào quản lý trực tiếp đâu, tôi phải có một cái người gọi là gì, người là kêu bằng công đoàn đó, đại loại như công đoàn cũng đúng đó. Còn một cái người gì là quản đốc, thì cái thằng đó nó phải đứng về phía công nhân, nhưng thằng đó là tôi thuê đó, tôi phát lương cho nó, thằng đó là tôi phát lương cho nó. Cái thằng đó là thằng đứng giữa, nó rất là mệt, tại vì nếu như nó đứng về phía nhân viên nhiều quá là tôi đuổi đuổi cổ mẹ nó đi liền, tao trả tiền cho mày để mày đứng về phía tao chứ đâu trả tiền cho mày đứng về phía nhân viên. Nhưng nếu nó không đứng về phía nhân viên á, là nhân viên lật ghế đó, thằng đó cần những tiền mà xài rất là cực khổ. Thằng đó được gọi là chính phủ Mỹ, hiểu chưa? Thằng đó được gọi là Fed, thằng đó được gọi là chính phủ Mỹ, thằng đó được gọi là ngân hàng trung ương, đó, ngân hàng. Các bạn hiểu cái mô hình chưa? Và cái mô hình này được áp dụng ở rất là nhiều cái mô hình trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải là trong cái kinh tế chính trị không. Cho nên các bạn thấy là cần phép á, ngay từ thời điểm ban đầu thằng Mỹ nó nhận thức ra được cái điều này,
Thằng Mỹ nó nhận thức điều này, bắt đầu cái bọn tài phiện á, có người nói cái bọn tài phiện này có rất là nhiều cái từ mà người ta mô tả về cái đám này. Người ta nói là bọn tay bọn gì bọn bọn Illuminati đúng không, Illuminati rồi bọn Do Thái, có nhiều người ta nói đó là quốc tế cộng sản, quốc tế cộng sản, người ta nói là bọn tinh anh, tất cả đều đúng hết, tất cả đều đúng hết đúng không. Một cái vị thần ở ở ở bên công giáo người ta gọi là Chúa, còn một cái vị thần cũng cái vị thần đó nhưng mà ở bên công giáo, ở bên đạo đạo Phật thì là Phật là thần là thánh gì đó, nhưng hầu như là một cả. Nhưng cái nguyên tắc hoạt động của họ đều như nhau, họ đều dùng giấy để họ thu gom tài sản của tất cả những cái người tạo tạo ra của cải ở trên cái trái đất này, các bạn hình dung không? Cho nên tổng thống Mỹ không là gì đó với họ cả, tổng thống Mỹ không là gì đó với họ cả. Các bạn có thời gian các bạn lên Google các bạn search những trong hình như là 10 13 hay là đúng rồi 13 13 nhân tố của Fed á, là trong đó có 7 nhân tố, 13 nhân tố của Fed á, trong đó có 7 nhân tố là có sẵn, 7 cái ghế của Fed, 13 người là 7 người là Fed nó tự là tự đẩy lên, trong đó có khoảng 5 6 người là chỉ do của thằng chính phủ Mỹ, tổng thống Mỹ bầu thôi. Các bạn tìm hiểu đi những cái ghế của Fed đó, có một cái quyển viết về cái đó lâu lắm mà quên mất cái tên rồi đấy. Nhưng chưa, vậy thì nếu mà chúng ta nhìn ra được cái cuộc chơi tổng thể này á, là tiền nó được in ra và bắt đầu nó chỉ là một cái công cụ thôi, tiền nó tệ lắm, nó chỉ là một cái công cụ, nó in ra để nó cho chúng ta cái niềm tin, cái tờ giấy đó rất là giá trị trong tương lai và có thanh khoản lớn, quyền lực giá trị, nhưng thực tế cái tờ giấy đó đổi tài sản, những cái thành quả lao động của chúng ta thôi đó. Và để quản lý được cái tụi nó, bắt buộc phải cho cài cắm cho tụi nó một cái tư duy là mày phải lấy vợ, mày sinh ra là mày phải đi học, mày đi học để mày lớn lên mày còn đi làm để giúp ích, để tạo ra của cải, tạo ra tài sản. Và khi mày tạo ra của cải, tạo ra tài sản rồi, mày phải không đủ, mày phải lấy vợ, mày phải sinh con, để sau này con của mày còn phải đi làm tạo ra tài sản nữa, đúng không? Có phải chúng ta được được cài vào cái suy nghĩ đó, nó ăn vào tiềm thức rồi, nó ăn vào tiềm thức rồi. Và có một số người ta đặt câu hỏi, người ta nói tại sao bản chất tôi sống nhiều lắm cũng được khoảng 80 năm, 100 năm, nhưng mà chắc không đến 100 đâu, khoảng 60 đến 80 năm, mà tại sao tôi không thể lựa chọn theo cái cách sống của riêng tôi, mà tôi phải lựa chọn một cái cách sống rập khuôn của xã hội được được set up sẵn hết rồi, là phải đi học còn phải ráng mà giỏi nha, còn phải vô trường điểm nữa cơ, rồi ráng vô cái ngành này ngành nọ để sau này ra kiếm tiền, rồi đến cái tuổi đó là phải lấy vợ, rồi phải sinh con, rồi sau này để con cô đi cày và trả nợ, đi cày và tiếp tục dùng tờ giấy đó để đổi lại tài sản thành quả của chúng ta làm ra. Nhưng mà nghe nó kỳ không, nghe nó kỳ kỳ, xong này không có tư duy lão ha, nhưng mà khi các bạn đọc nhiều quyển sách đó, các bạn sẽ thấy nó mở mang kiến thức rồi, các bạn cái góc nhìn của chúng ta nó khác. Tổ chức Illuminati có thật hay không, có thậm chí các bạn biết những cái đợt mà sóng thần, những cái đợt thiên tai, cả cái việc chiến tranh của thằng Nga và thằng Ukraine này hầu như đều được set up từ trước, đều set up từ trước. Tất cả những cái nước mà các bạn thấy nó phát triển đến một khoảng thời gian nào đó, nó đều phải có một sự cố xảy ra, một là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh gì đó, hai là nó một là thiên tai, hai là nó phải có chiến tranh, để gì những cái đó nó sẽ reset lại. Và nó, các bạn hình dung đây, ban đầu ở những quốc gia đó nó sẽ được lưu hành một cái dòng tiền để sử dụng, nhưng đến một thời thời điểm nào đó rồi thì cái lượng tiền đó nó phải được cái lượng tiền đó nó phải được thu hồi về rất là nhiều, và thu cả cả tài sản nó được thu hồi về nữa, nhiều lắm, nghe chưa, thu hồi về đấy, được thu hồi về thông qua cái gì, thông qua tiền, thông qua tờ giấy cho nó nhanh. Chứ bây giờ mà ví dụ tôi tới tôi tịch thu, anh làm dư tôi tịch thu hết tài sản của anh tạo ra bàn ghế tôi tịch thu hết bàn ghế của anh, tôi không cần tịch thu như vậy, tôi chỉ cần quy đổi hết tất cả, bắt buộc tất cả quy đổi ra giấy đúng không, và đi tịch thu hết cái đống giấy đó về là xong. Bây giờ còn nếu không tịch thu được hết cái đống giấy đó
Tại vì đóng giấy nó đang đó là tượng trưng tài sản mà không tịch thu được hết đóng giấy đó thì làm gì, in thêm giấy vô, trà trộn vô, in thêm nhiều tờ giấy đó vô phá giá, hiểu chưa? Và cái quy luật vận hành là chuẩn á, gọi là tài sản nó sẽ quy về một mối, nó là cái mô hình hồi nãy tôi nói là cái mô hình của loài ong á, tất cả chúng ta chỉ là những con ong thợ thôi. Bữa nay chúng ta chơi marine, bữa nay chúng ta chơi exchange, bữa nay chúng ta trade coin, chúng ta được giàu, chúng ta đầu tư bất động sản, chúng ta đầu tư chứng khoán, các bạn có đầu tư được bao nhiêu tiền, chúng ta cũng chỉ là con ong thợ thôi. Cũng phải đem đến đến ngày đến giờ đến thời điểm tài sản chúng ta cũng phải được nộp lại cho ông chúa, đó là luật, đó là luật. Cho nên tôi nói là tôi hay nói với các bạn là chúng ta đến cái xã hội này bằng hai bàn tay trắng thì ra đi cũng có hai bàn tay trắng thôi, thế giới này nó quay về một một mối đấy, ok chưa? Và đó là cái cách để quản lý. Và bọn và bọn phép bọn bọn Do Thái này họ quản lý, họ làm rất là hay ở cái chỗ là họ không trực tiếp để cướp tài sản, lấy tài sản của người dân, mà họ nuôi, họ nuôi cho béo tốt, họ không làm liền, họ nuôi cho béo tốt, ok cho họ nuôi cho béo tốt, họ nuôi cho những cái người đó thật là ngon, xong rồi lại lại cho nó ăn á, lâu lâu á, đến thời sáng lông cù sáng nó phát, nhưng mà không giết nha các bạn, không giết, sáng nó lông cù sáng nó, xong rồi lợi nó không giết nó, để nó mọc lông nó lại rồi bắt đầu sáng tiếp một cái nữa. Chính vì như vậy cho nên những cái người mà vừa rồi các bạn học cái buổi của Admin Hero, các bạn thấy không, cái buổi phân tích cơ bản quá hay đúng không? Chúng ta nhìn thấy những cái thằng mà má nó nghĩ ra được cái mô hình của từng cái đồng coin, từng cái hệ sinh thái đó, cái đầu của nó đúng là không đơn giản, các bạn thấy không, nhớ không? Vừa rồi học đúng là chúng ta thấy cái buổi đó, chúng ta dịch dịch cả mình luôn Admin Hero, phân tích sâu vô bên trong cho các bạn thấy từng cái hệ sinh thái, từng cái cấu trúc của những cái đồng đó, chúng ta thấy những thằng nghĩ nghĩ trong nghĩ ra được cái trò đó đúng là cái đầu nó không đơn giản. Tại vì trong cái giới tài chính chúng ta có rất là nhiều người thông minh, người ta không có khả năng, người ta lên được cái tầng bậc của cao nhất thì người ta áp dụng cái mô hình đó, người ta chơi ở một cái mô hình nhỏ hơn theo cách riêng của họ, từ đó tạo ra gì, tạo ra nhiều cái trò game trong tài chính, bất động sản, chứng khoán, coin, forex, ok chưa? Rồi chưa? Rồi quay lại, các bạn thấy là cái việc mà tiền lưu hành là bắt buộc phải có, để một quốc gia phát triển bắt buộc phải có tiền lưu hành. Nhưng khi cái dòng tiền lưu hành này một thời gian lưu hành ra rồi á, người ta mua người người mua người bán thì sẽ lòi ra thằng giàu thằng nghèo, phải có đúng không, phải có thằng làm ăn cố gắng tạo ra nhiều tài sản để đi đổi giấy, và họ cầm rất nhiều tiền và họ cho là họ giàu, tại vì họ cầm tiền là họ có thể dùng tờ giấy quyền lực đó họ đi mua những cái tài sản khác, mà họ có thể họ đi nhà hàng, đi khách sạn, đi 5 sao, đi này nọ các kiểu, họ quyền lực thì lúc đó họ là giàu đúng không? Và khi những thằng giàu rồi bắt đầu nó nghĩ đến cái chuyện là nó muốn ngồi không, nó không muốn tạo ra tài sản nữa, nó có tiền là nó muốn ngồi không à, nó muốn đầu tư. Cho nên cái mô hình xã hội nó sẽ lòi ra cái câu chuyện đó, khi mà dòng tiền nó được tung ra rồi thì sẽ có thằng giàu, mà thằng giàu nó lòi ra rồi á, bắt đầu nó không muốn làm nữa, hình như không, nó không muốn làm nữa, nó muốn gì, nó muốn đầu tư, nó muốn đầu tư. Vậy thì các bạn hình dung ở một cái chuẩn thì nó sẽ là một cái đường giữa như vậy này, ví dụ cái đường đây nó còn cái ranh giới thì cô cho cái ranh giới ranh giữa, các bạn nhìn cái ranh giới này màu vàng, ok chưa? Vậy thì những cái thành phần hoạt động trong xã hội một thời gian sau nó giàu thì nó nằm ở cái uptrend chỗ này nè, nó nằm uptrend chỗ này nè, nó không chịu làm. Nhưng có những cái thằng mà lười lao động á, nó nghèo á, nó nằm ở cái downtrend chỗ này, nó nằm ở dưới đây nè. Còn những thằng mà hăng say lao động tạo ra thành phẩm, tạo sản phẩm thì nó đang nằm ở cái chỗ giữa này nè, nó đang đi ở cái nhịp sóng giữa này nè, các bạn hình dung không, đi nhịp sóng giữa này. Vậy thì để quản lý tốt á, bắt buộc phải kéo những cái thằng ở dưới nó lên cái vùng giữa này để nó tạo ra tài sản, rồi dần dần tài sản nó cũng quy là một mối. Rồi những cái thằng mà nó đang giàu chỗ này nó đi rời xa cái trục giữa đó rồi, phải kéo nó về đây lại, kéo nó về đây lại. Làm sao kéo nó về đây lại? Những cái thằng mà nằm ở trục dưới này nè, nó nghèo quá thì cho nó tiền, giúp cho nó công ăn việc làm,
để nó leo lên cái trục giữa này, nó quay lại cái nhịp đúng của xã hội. Còn những thằng ở trên này nè, làm sao để kéo nó về đây các bạn? Tạo ra game cho nó chơi, nó dân giàu mà, tạo ra game cho nó chơi, nó muốn giàu mà, phải cho nó game để nó kiếm giàu. Bắt đầu tạo ra một cái trò, ví dụ như tạo ra cái trò bong bóng chỗ này đi. Cái bong bóng này cô đặt nó là chứng khoán nha, cô đặt ở đó là chứng khoán. Đấy, ô cũng được, đặt ở đó là forex cũng được, đặt ở đó là gì cũng được, bất động sản cũng được. Tạo ra để làm gì? Nó giàu thì tạo ra để cho nó biết là cái trò này giàu nhanh lắm đó. Mày đang muốn giàu đúng không? Bây giờ mày vô đi chơi trò này, mày chơi đi. Bắt đầu thằng này đổ tiền vô đây, đổ tiền vô đây, và đổ tiền vô đây cho nó niềm tin, cho nó hy vọng. Tạo ra cái trò này á để hấp thụ cái lượng tiền lớn này của nó nè. Tại vì nó sẽ đi cầm cố tài sản của nó đang có rất nhiều tài sản. Nó sẽ lấy tài sản của nó để cầm cố để nó đổi ra giấy, và nó cầm giấy đó để đầu tư để nó có nhiều giấy hơn. Hiểu không? Thì lúc đó bắt buộc phải có cái, những thằng giàu trên đây bắt buộc phải có cái trò game này để hấp thụ một cái lượng tiền lớn khi mà nó đưa vào, nó đưa vào cầm cố. Cái lúc đó, đó tại vì nó đưa vào, bình thường những thằng đi ở đường giữa này nè, cái trục giữa này là nó được tạo ra bởi cái tay, bởi cái câu chuyện là tay trái là tài sản và tay phải là tiền, thì nó cân bằng. Nhưng những thằng này bây giờ nó rất nhiều tiền rồi thì nó bị lệch, và nó còn mang tài sản của nó đi cầm để nó dùng cái đó, nó tạo ra tiền ngân hàng, nó in ra tiền, là tiền tín dụng á, tiền trên máy vi tính á. Thì lúc đó cái lượng tiền nó rất là lớn, bắt buộc phải có trò game để hấp thụ cái lượng tiền đó, hiểu không? Hấp thụ ra cái lượng tiền đó, vậy thì lúc đó tạo ra game này, cái tụi này nó bỏ tiền vô, đem tiền nó vô nó chơi đầu tư. Vậy thì muốn nó chơi thì phải cho nó ăn à, đúng không? Muốn nó chơi thì phải cho người ta ăn chứ. Các bây giờ anh em mình chơi Marine mà không thắng chơi, còn đam mê chơi không? Vô SL hoài có chơi không? Đâu hứng để chơi. Phải cho nó thắng, chẳng những cho nó thắng còn phải cho nó thấy có nhiều người chơi thắng, nhiều người thành công, nhiều người làm giàu, nhiều người chơi BO mua Mercedes, đúng không? Nhiều người cháy nợ vài chục tỷ sau khi chơi BO vài tháng, đúng không? Sau khi em cần phá gia đình, sau khi này nọ làm những cái cốc đó, phải như vậy thì mới hút được người vào, hình dung không? Vậy thì sẽ có câu chuyện là nếu như cái dòng tiền này nó đổ vào trong đây nè, nó phình lên đến cái mức nào đó thì thằng nhà cái ở đây, thằng nhà cái tạo ra cái trò này, rút tiền ra, mà rút tiền chính là rút tài sản của nó ra, reset game. Cho nên cái trò game này được tạo ra nó rất là hay ở cái chỗ là nó hấp thụ cái lượng tiền vi tính, cái lượng tiền tín dụng đang có trong ngoài xã hội. Nó kéo cái bọn mà đang đi lệch với cái chuẩn mực của xã hội nè, cho cậu bay nghèo bỏ mẹ cậu bay ra, cậu bay giàu quá rồi cho cậu bay nghèo bớt, để cậu bay quay lại cái trục này, hấp thụ cái lượng tiền ở đây là một cái. Thứ hai, cái đó đây là cái mô hình, nhưng đối với những quốc gia mà mới phát triển hay là đang phát triển mà có cái chứng khoán này rồi á, thì nó ngon ở cái chỗ là nó lại hút cái dòng tiền nước ngoài vô trong đây nữa. Người ta vô cái đầu tư cho cái quốc gia này đang phát triển nè, đúng không? Đầu tư vô, lúc đó cái lượng tiền ngoại tệ nó vô trong đây. Nhưng lúc đó những cái chính phủ thì họ sẽ cái luật họ bắt buộc. Tiền vô thì dễ nhưng mà ra thì khó à nha. Ra phải theo luật của tao à. Tiền tao bay vô túi tao thì dễ, nhưng mà bây giờ ra là phải theo luật của tao à. Đó là luật của nhà cái. Các bạn thấy có phải là một cái mô hình, chúng ta lúc đó chúng ta biết những cái kiến thức này, chúng ta sẽ thấy là bản chất nó đều là một, không sẽ không có tư bản, sẽ không có chủ nghĩa cộng sản, đúng không? Cũng không có gì thời phong kiến, cũng không có gì cả, tất cả nó đều là một cả. Nó chỉ thay đổi, có nghĩa là rượu nó chỉ thay đổi cái bình thôi, chứ rượu thì nó như nhau các bạn ơi. Vô. Lúc đó cái đối với những cái quốc gia này bắt đầu cái dòng tiền đổ vô thì cái nước này giàu mạnh, nhưng muốn rút ra thì nó không dễ, bắt buộc phải cho thời hạn nó giúp rút ra. Nếu tôi nói ví dụ, nếu các bạn làm ăn chân chính, các bạn có một cái lượng tiền lớn, các bạn đẩy tiền vô đây mà người ta ép các bạn gửi tiền cho tôi đi, ví dụ nha, tôi là nhà cái, các bạn gửi cho tôi vài chục tỷ, vài ngàn tỷ. Các bạn thấy cô tiềm năng đầu tư. Sau đó cô nói các bạn, ok mày đầu tư ba công nhận đó, nhưng trong 5 năm mày không rút. Mày muốn rút phải sau 5 năm nha. Rồi lời lỗ tính sau. Vậy thì những cái dòng tiền lớn người ta đầu tư vô đây, khổng lồ người ta đầu tư vô đây, người ta
con cao không FB. Tại vì đó là tiền tươi, có hốc thật, tiền tài sản, mồ hôi nước mắt, người ta cao không FB. Nhưng có những cái dòng tiền ở đây là dòng tiền bẩn, người ta không cách nào người ta xài hết. Đi xài lơm cơm là bị lụm liền. Tại vì ok, coi như câu gửi mày đi. Coi như câu gửi cái trò game của mày đi. 5 năm sau tao lấy ra cũng được. 5 năm sau cho mày, cho cái dòng tiền mà mày cắn mày ăn 10% hoặc là mày làm cho tao lỗ 20% cũng được, miễn tao còn khoảng trên 60% là tao vui rồi. Tại vì tiền này nó phải của tao đâu, tiền này là tiền bẩn, tiền này là tiền từ gì, tiền từ ma túy, tiền từ gì, tiền từ buôn bán vũ khí, tiền từ mafia, tiền từ những cái quốc gia đang chiến tranh, tiền tùm lum các kiểu, nhưng tao không cách nào có xài. Thì tao đẩy vào những chỗ này. Thấy chưa? Nó dòng tiền lại vô đây. Cho nên các bạn thấy ở những cái trò game nó luôn có một cái gì? Một cái chu kỳ là suy thoái kinh tế. Suy thoái. Khi cái lượng tiền này bắt đầu đẩy vô đến đúng thời hạn đó. Đến đúng thời hạn đó, thời gian nào đó thì nó bắt buộc nó phải rút ra các bạn, lỗ cũng phải rút ra. Tay trái đưa vô thì cũng phải đến lúc tròn rút ra chứ, đúng không? Và khi cái dòng tiền này đưa vô á, không thể nào đưa vô cái kiểu là câu gửi ngân hàng được, không có ai rảnh kiểu đó hết. Đúng, các bạn nói anh em chơi phải nắm được chu kỳ, là một có thể là ngày mai, cái buổi ngày mai chúng ta học sâu hơn về trong đó đấy, chúng ta sẽ biết từng chu kỳ của bất động sản, của chứng khoán, của coin, của này nọ. Thực ra những cái buổi đó có nói khoảng 70% ở những cái public cộng đồng luôn rồi, nhưng còn 30% còn lại đi sâu hơn, đi cụ thể hơn thì phân tích từng cái. Và cái cách mà chúng ta học á, là chúng ta học cái ý chính, cái linh hồn, cái gốc của vấn đề. Thì khi các bạn học cái đó rồi, các bạn tự động nhớ, các bạn không cần phải học một lần. Các bạn tự động nhớ và các bạn có cái tư duy, các bạn sẽ suy ra được nhiều thứ. Được chưa? Nó không có phải học một lần. Chỉ cần hiểu cái gốc, cái nguyên nhân cốt lõi của nó là tự nhiên các bạn nhìn ra được rõ cái bức tranh nó rõ tổng thể lắm. Vậy thì trong cái quá trình mà những cái nguồn tiền lớn này đổ vào đầu tư này các bạn, đổ vào đầu tư thì lúc đó họ không thể nào mà được đổ vào gửi ngân hàng hay gì nọ, lúc đó nó sẽ đưa vào đầu tư với cái dạng là gì, đầu tư phát triển kinh tế, đầu tư nhà xưởng sản xuất, đúng không, đầu tư các kiểu. Cho nên các bạn sẽ thấy có một điều ngạc nhiên là không phải ở Việt Nam chúng ta, ở rất là nhiều quốc gia nó kỳ lắm, có một số tập đoàn bà mẹ nó làm lỗ, mẹ bỏ mẹ ra luôn, nó làm lỗ hoài luôn mà nó vẫn làm. Và trong cái quá trình mà cái trò game này hình thành, thậm chí có những thằng á, nó nhạy hơn, nó biết là ví dụ Campuchia, Lào, mày chuẩn bị mày mở sàn chứng khoán đúng không? Tao chuẩn bị thành lập một cái quỹ trước cả 3 năm để tao chờ cái lúc mà mở sàn chứng khoán, tao bơm một cái lượng tiền khổng lồ cho mày. Nón Sơn thì sao? Thì alo hỏi nó chứ. Đúng không? Tôi nói như vậy các bạn tự hỏi coi chứ, bây giờ các bạn hỏi của Nón Sơn sao, để tôi nói Nón Sơn trong sạch, Nón Sơn bình thường không gì hết. Xong các bạn đã hỏi nói vì dép Sơn thì sao anh, rồi quần áo Sơn thì sao anh, để tôi trả lời từng cái, đúng không, tư duy một chút, ok chưa? Có nghĩa là tôi sẽ cho các bạn thấy được một cái bức tranh, một cái gì đó bên trong, rồi còn lại các bạn tự tìm hiểu. Các bạn đừng hỏi tôi có biết mẹ đâu, tôi ngồi tôi chém gió thôi chứ tôi có đó. Biệt Sơn thì sao đó, đó phải không? Tôi chỉ chia sẻ các bạn như vậy, các bạn dùng tư duy các bạn tự mở rộng ra thôi chứ tôi đâu nói hết được, hiểu không? Tôi nói hết được thì tôi nói rõ quá thì nó không có vui nữa, nó làm mình có chuyện người giàu người nghèo nữa. Nếu tôi nói các bạn biết, nếu các bạn muốn tự do tài chính thật sự, các bạn phải có những kiến thức về tài chính thật là vững để các bạn nhìn rõ cái vấn đề đó. Và các bạn có thể các bạn ngồi không một chỗ, các bạn chỉ có dịch chuyển tiền từ tay trái sang tay phải thôi, và các bạn không cần lao động sản xuất, không cần làm con mẹ gì hết, các bạn tự do về thời gian, tự do về tài chính luôn, giàu và rất giàu, nó nghiêm túc quá. Nhưng mà chỉ có một số bộ phận nhỏ người ta nhận thức được điều đó thôi. Đa số người ta vẫn nói là cần cù thông minh, thôi ráng làm đi. Rồi các bạn hãy nhìn xem những cái thằng làm đó 10 năm 20 năm nó có đủ tiền lấy vợ không? Nó có đủ tiền mua nhà không? Tại vì sao? Lạm phát. Nó cày bỏ mẹ nó ra, thanh xuân của nó trong hai nốt nhạc, trong 20 năm làm không có được mẹ gì hết. Nhưng có những thằng kỳ lắm, nó ngồi không chỗ mà mỗi tháng như vậy nó có 2-3 tỷ. Lạ lắm. Đó.
bắt buộc các bạn phải có được cái góc nhìn của nó, bắt buộc các bạn phải có cái lượng kiến thức của nó. Khi các bạn có cái đó rồi, các bạn bất kỳ các bạn tham gia hay các bạn nhận thức được cái trò game nào, các bạn cũng nhìn được sâu cốt lõi bên trong, các bạn luôn là thằng chơi giỏi nhất trong đám đó. Được chưa? Quay lại cái dòng tiền này, trong cái quá trình mà cái tiền này nó bơm vô á, nó không quan tâm là bơm vô làm cái gì, nhưng nó quan tâm là đến thời hạn rút là phải cho tao rút ra. Tại vì đây là cái đầu tư chứ tao không, thấy không? Đây là cái đầu tư mà tiền này, lúc đó tiền bẩn vô mà người ta là tiền sạch. Ok chưa? Thì trong cái quá trình mà bơm vô thì bắt buộc cái dòng tiền này nó phải có cái nơi trú ẩn. Nó có thể nó trú ẩn vô bất động sản, nó trú ẩn vô gì chứng khoán, nó trú ẩn vô coin, nó trú ẩn vô cái gì đó của cái, nói chung là ở cái quốc gia Campuchia đó, Đông Lào, Tây Lào hay cái mẹ gì Lào không quan tâm, miễn mày tạo ra cho tao càng nhiều trò game để tao đẩy tiền vô cái trú ẩn là được rồi. Nhưng bây giờ đẩy tiền vô thì nó có cái rủi ro nữa. Ví dụ tôi là các bạn, anh em mình đi, anh em mình đang có 1.000 tỷ, không 1.000 tỷ ít quá, có 10.000 tỷ, 1k 10k, thấy chưa? Có 10.000 tỷ, bây giờ mà đẩy vô đây mà 500 năm mà 10.000 tỷ này bà mẹ nó lỗ 10%, 20% khốn tận rốn, đúng không? Tiền cũng sót chứ, bắt tôi biết là lỗ, nhưng mà đừng lỗ nhiều quá. Bây giờ muốn không lỗ nhiều quá thì sao? Thì sao? Bây giờ chơi trò này đi. Hồi nãy nhớ cái câu chuyện là kim thằng trung gian đứng về phía đám đông không? Bây giờ phải xây dựng, phải xây dựng kiếm một cái thằng, thằng này gọi là KOL gì đó, bơm cho nó, bơm tiền cho nó để nó, để người ta nhìn vô, người ta thấy nó là doanh nhân thành đạt, nó rất là giàu, nó là chuyên gia, nó là doanh nhân thành đạt, nó rất là giàu, nó đầu tư cái này, đầu tư cái nọ, nó đầu tư một cái chuỗi gì, một cái chuỗi nhà hàng, khách sạn, bãi biển, dọc bãi biển gì đó, nó đánh đâu thắng đó các kiểu đó. Nó lại loại như vậy đi, ok chưa? Biến cái này lên. Cho nên khi cái quá trình mà các bạn thấy những quốc gia mới phát triển, khi mà chứng khoán mở ra thì sẽ rất là nhiều thằng tự nhiên đó. Tự nhiên bà mẹ nó giàu trong trong một thời gian rất là ngắn mà đéo hiểu tiền nó đâu, nó lạ đời á. Tự nhiên nó giàu à. Mà những thằng này mình đặt câu hỏi là má tại sao tao không phải là mày mà mày lại được chọn, mà tụi nó không chọn mày, mà tụi nó không chọn tao mà chọn mày. Tại vì sao? Tại vì tao không được đẹp. Tao không được đẹp, tao không có đủ quyền lực, tao không có đủ cái tiếng nói. Những thằng này nó có thể nó lên tiếng một cái là rất là nhiều thằng nó sẽ đứng ra nó nhận cái cục tiền này. Ok chưa? Nó nhận cái cục tiền này sau một khoảng thời gian bao nhiêu lâu nó phải rút ra. Tại vì thằng này nó nhận cái cục tiền này xong nè, nó làm gì các bạn? Nó in ra tờ giấy, nó in ra tờ giấy, tờ giấy này cầm gọi là nợ, tôi để cho N, đúng không? Nó lấy một phần tiền của bọn tay co này, nhưng mà nó biết nó không có nút chơi, nó lấy mà đến thời hạn đó nó không ói ra là cái mạng nó liền, mạng nó và cả gia đình nó, cả gia tộc nó cũng mất nữa chứ đừng nói là nó, hiểu không? Cho nên bây giờ nó phải nghĩ cách, nó muốn nuốt được cái cục tiền này thì nó in ra tờ giấy, nó cầm ghi tờ giấy là giấy nợ, xong nó nói trong cái ví dụ đây là sau 5 năm đi, sau 5 năm 10 năm thì nó biết, thì trong cái lúc mà nó cầm tiền này nó tiêu xài, nó đầu tư chỗ này, nó mua vàng, nó cho vợ con nó mua nhà bên Mỹ, đúng không? Nó mua nhà ở Lào chẳng hạn, mua đủ thứ đó. Xong rồi nó biết là đến cái thời điểm đó nó phải trả tiền cho mấy thằng này lại, thì bắt đầu nó trong quá trình nó làm, nó in cái tờ giấy này cầm gọi là giấy nợ, bắt đầu nó phải kiếm được cái người mua tờ giấy này. Lúc đó người ta phải lấy tiền của người ta đi mua cái tờ giấy này, người ta lấy tiền của người ta ra, người ta mua tờ giấy này của nó, đúng không? Người ta lấy tiền của người ta đổi tờ giấy nợ này của nó. Thì đến thời hạn đó thì bắt đầu á, tất cả cái tờ giấy nợ nó phát hành ra nè, nó tạo thành tiền, thì cái dòng tiền nó trả ngược lại cho mấy anh này là xong. Con vàng sell ăn TB rồi, đúng không? TB nè, thơm chưa? Ok, bây giờ học tiếp hay là muốn soi chả? Học tiếp nha. Dạ thì hai ba ngày nay anh đánh ăn ngập mặt mẹ nó rồi, sáng nay rút 10k các bạn thấy không? Hai hôm trước thì cách 2 ngày rút 3k. Rút tiền đi, thời điểm này có nói các bạn rút tiền đi. Và sáng tôi hồi nãy cũng có nói là có rút tiền, có nói các bạn là chạy đi là như vậy á. Nó rớt đến nơi rồi, chạy đi. Học tiếp nha. Ok nha. Rồi, quay lại câu chuyện này, bắt đầu các bạn phải hiểu được cái quy trình của nó làm như thế nào để sau này chúng ta né ra, chúng ta cảm thấy có cái mùi nào giống. Sao giống cái câu chuyện huyền thoại hồi đó, ông nội thành ông ngồi ông chém thôi. Giống giống vậy thì bắt đầu
rồi chuẩn bị cái màu đó rút né ra. Ok chưa? Để không bị con double. Ok chưa? Nó bán cả giấy nợ này, bắt đầu nó muốn, nó bắt buộc nó phải vẽ một cái gì đó tương lai rất là sáng lạng. Nó nói là tờ giấy này nó gọi là cổ phiếu, ví dụ nó gọi là cổ phiếu đi, nó nói là cổ phiếu này tương lai nó như vậy á. Bây giờ mày cân cao đi, tao chuẩn bị về một cái vùng quê xa xôi, tao mở một cái tòa nhà 99 tầng đúng không, tao đặt cái tòa nhà đó là địa tạng đúng không, hoặc là đặt cái tòa nhà đó gọi là âm ty hay gì đó, nhưng mà nó cao 99 tầng, nó chọc trời luôn á. Rồi cái vùng đó sẽ phát triển, bây giờ mày cứ đầu tư vô đi, rồi cái tờ giấy này tương lai nó sẽ sinh ra rất là nhiều tiền. Và do cách như vậy, mà không những những cái thằng nhân vật này, một cái lượng tiền khổng lồ này không thể cho thằng này nó ngốn hết được, nó phải cách ra cho những cái người khác nữa. Những cái người này có thể là KOL, có thể là văn nghệ sĩ. Các bạn sẽ thấy có nhiều một số cô hoa hậu, một số cô bông hậu, má tự nhiên đời bất công lắm, đã sinh ra cho nó đẹp rồi mà còn cho nó giàu nhanh nữa, má đéo hiểu. Mà nhiều lúc đó, các bạn biết không, tôi cần cố vấn cho một cái chị làm về một cái chuỗi thời trang, mà chị này trong giới showbiz, tôi xin phép giấu tên, mà cô nói xin lỗi cái hơi bị buồn, bà mẹ nó nói chuyện với cái cô này, má cái não trống rỗng, cơ bản nó có một cái điều bất hợp lý. Các bạn nói Lý Nhã Kỳ cái này bạn nói chứ cô không có nói nha, nhớ nha, cô không có nói nha, chứ Lý Nhã Kỳ cô không biết này, bạn nói cô vấn cho một cái chuỗi thời trang này có một điều rất là bất hợp lý là má lạ lắm, tại sao những cái đứa mà cái não nó tư duy về tài chính của nó như vậy mà nó lại có một khoản tiền khổng lồ, má nó kỳ gì đâu á, còn tại sao những cái đứa mà tư duy như mình mà đéo giàu như nó, má ông trời rất là bất công. Cứ ngồi đắn đo ghen tức với cái giàu của thiên hạ hoài, hồi đó tôi bị cái bệnh đó xấu lắm, ngồi đắn đo hoài, má dần dần bắt đầu hiểu ra được một số thứ. À, có những đứa nó trời sinh ra nó chẳng những nó đẹp mà số nó cũng đẹp nữa, đúng không, số nó cũng đẹp nữa, thấy không, nó làm gì đó nó lỗ nó cũng không sao nữa, nó lỗ cũng không sao nữa, miễn đến đúng thời gian rút tiền trả ăn thôi, đã đời đó. Lỗ là có cái lóc luôn hả, cái gì mà lóc trời, thấy chưa? Thì để các bạn hình dung ra, vậy thì chúng ta nhìn nè, bản chất nếu nói về thực sự giàu có của mỗi con người, chúng ta phải tạo ra rất là nhiều của cải nha, đang nói của cải chứ không phải giữ tiền các bạn, chứ không phải giữ tiền, chúng ta phải tạo ra rất là nhiều cái của cải, và chúng ta phải đi ở cái lằn giữa này nè, tạo rất nhiều của cải đúng không, và những của cải này phải để lại cho con cháu, chứ còn mà cứ đi đầu tư ở chỗ này mà đầu tư á mà lời á, thời gian sau mà không biến cái tiền đó thành của cải á, thành tài sản là cái lằn giữa này nè, tại vì cái bọn giữa này nó tạo ra thành phẩm cho xã hội, mà nó tạo ra tài sản xã hội, mà chúng ta có đầu tư thắng mà chúng ta không đi đổi sang tài sản, không đi dùng cái tiền đó mà đổi tài sản, nó nôm na là cướp của nó trong tương lai á, cướp của mấy thằng đi lằn giữa trong tương lai này. Lấy tài sản của nó thì chúng ta không có giàu, thời gian sau chúng ta cũng bị nhà cái đi chốt lời, đúng chưa? Tại vì thấy ủa sao nghe giống với câu chuyện mà có lời không chốt chờ chủ đất gì, có gì anh chơi marine mà không chốt một thời gian sau bị chốt, các bạn có thấy nó giống không? Các bạn chơi marine, chơi coi, chơi trend, chơi bất động sản, chơi cái gì, chơi chứng khoán, các bạn ăn một thời gian sau các bạn ngon, các bạn đừng chốt nữa, các bạn chỉ cần thua lại một vài kèo các bạn thua sạch. Tại vì sao? Tại vì ban đầu cái trò game đó được thiết kế với cái trường thắng xác suất lớn hơn một, các bạn có thắng hay không thắng thì một thời gian sau các bạn chỉ cần thua một vài lần các bạn chết, hiểu không? Cho nên tại sao các bạn thấy là trong cái group marine tôi luôn nhắc rút tiền, rút ra bỏ, mua vàng cũng được đúng không, mua vàng cũng được, mua lá đu đủ cũng được, tặng cho người yêu, mua kim cương, mua cái gì đó, vì các bạn mua nhà, mua bất động sản gì đó, mua rút ra đi, rút đừng có để trong đó, tiền sẽ không có ý nghĩa nếu như các bạn cứ cầm hoài. Thấy chưa? Tại thì bản chất cái dòng tiền nó tồn tại ở trong xã hội này nó như vậy á, nó như vậy, và bạn chúng ta là những cái người chơi trong những cái mô hình nhỏ, cái mô hình này chúng ta có thể gọi nó là chứng khoán, chúng ta có thể gọi nó là coin, BO, sàn forex, sàn gì đó, phái sinh gì đó, nhưng nhìn chung
những cái mô hình này được tạo ra là để hấp thụ cái dòng tiền của nhà đầu tư. Và sau một khoảng thời gian nhà đầu tư đầu tư thì bắt đầu gì ạ? Những thằng khôn lanh thì nó khôn lanh, nó có lời, nó chốt và nó đổi thành tài sản thật. Từ đến cái đoạn này các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện mà tôi nói các bạn dịch chuyển dòng tiền và cái quản lý tài sản cá nhân mà nó như vậy á, dịch chuyển dòng tiền, bốn bước quản lý tài chính cá nhân đúng không? Xong rồi có lời dịch chuyển dòng tiền, cái mô hình kim tự tháp ấy, kim tự tháp không phải đa cấp nha ông nội nha. Kim tự tháp là cái mô hình dịch chuyển dòng tiền của kim tự tháp là giảm cái rủi ro á, cho các bạn biến thành tài sản thật á. Ai không biết thì nghe lại trên deep YouTube. Thì lúc đó dịch chuyển như vậy, lúc đó các bạn sẽ sở hữu rất là nhiều tài sản của bọn đang đi trên lằn ranh đỏ này nè. Các bạn sẽ lấy tài sản của nó. Và những cái đó mới là những cái để lại cho con cháu các bạn. Mặc dù khi mà đến tuổi chết là chết rồi, hai bàn tay trắng cũng đi ra để lại cho con cháu. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bản chất những cái mô hình này đến một cái chu kỳ nào đó thì thằng nhà cái lớn nhất nó sẽ chốt lời. Hết. Ok chưa? Chứng khoán nó cũng có chu kỳ, cho nên các bạn thấy à, tại sao kỳ của anh sao đến thời điểm nào đó tự nhiên nó có cái chuyện là suy thoái kinh tế của toàn thế giới không suy thoái kinh tế của toàn thế giới xảy ra thì ở từng quốc gia nó cũng xảy ra, là bởi vì bản chất nó có tính chu kỳ, nó có cái tính chất là tiền bơm vô rồi tiền được rút ra đến thời hạn, hiểu không ạ? Đó rồi, sẵn nói đây nói luôn về coi. Có nhiều người nói ông Satoshi ông giỏi quá, ông tạo ra được Bitcoin các kiểu. Các bạn nghĩ Satoshi tạo ra hả? Không thể nào là một cá nhân tạo ra nha các bạn. Một cái cả một cái hệ thống phát triển về coin nó như vậy, nó được tính toán dựa trên rất là nhiều năm. Không thể nào, Satoshi chỉ là một cái đem thôi. Đến thời điểm này không có thằng nào tìm được Satoshi đó. Nhưng cái trò chơi coin này á là của mỗi tổ chức này thì không biết ai, nhưng nó là của một tổ chức, nó tạo ra để nó làm gì? Nó hấp thụ một cái lượng tiền khổng lồ cho tương lai. Lượng tiền đó lượng tiền gì bây giờ? Lượng tiền khổng lồ tương lai, lượng tiền gì vậy các? Lượng tiền gì? Ứng dụng lượng tiền gì? Lượng tiền USD vừa rồi được in ra nè. Với cái lượng tiền mà vừa rồi á tung ra như vậy á, mà nếu mà đi vào chứng khoán á chết hết, rất là nguy hiểm. Phải có nhiều cái trò game khác hấp thụ. Thì thằng coin này sinh ra là một phần như vậy, cho nên có nhiều người ta hiểu, có kiến thức người ta hiểu, người ta nói là coin nó chẳng qua là công cụ để rửa tiền thôi, là đúng chứ không phải sai. Nhưng cái vấn đề của nó các bạn á, ví dụ đi, bây giờ á ăn mặn sát sinh tội quá, nhưng mày ngon mà đừng có ăn, ngon mà nhịn đói đi, bắt buộc phải ăn thôi, nhưng mà ăn chừng mực nào đó, đừng có làm điều tội lỗi quá, đúng không? Đừng có phải tới nhìn con gà đó phải ngon á mà giết liền tại chỗ cho tao ăn đi, cái đó là tội, đúng không? Còn mình vẫn có nhu cầu ăn nhưng mình hạn chế lại, đừng có làm chuyện sát sinh. Thì câu chuyện là mặc dù biết đó là đầu tư tiền rửa tiền hay các kiểu, nó cái công cụ tạo ra, nhưng không có nghĩa là chúng ta không được dùng nó. Mèo trắng mèo đen không quan trọng, quan trọng là mèo nào biết chơi biết coi. Cái câu đó là Đặng Tiểu Bình nói, nhớ không? Ông nói một câu rất là hay, mèo trắng mèo đen không quan trọng, quan trọng là mèo nào biết chơi biết coi là lụm à. Nó biết đầu tư là lụm. Ok chưa? Đặng Tiểu Bình nói như vậy. Để các bạn hình dung ra là bản chất thị trường chứng khoán nó cũng như vậy, nó cũng coi, nó chỉ là một cái mô hình nhỏ, và Bitcoin á nó là một cái mô hình nó được tạo ra để hấp thụ một cái lượng tiền tương lai rất là lớn, và nó sẽ xử lý được cái câu chuyện là, các bạn còn nhớ cái câu chuyện khi mà một cái đồng tiền phát hành nó đến một cái ngưỡng nào đó nó phải reset, tại vì càng lúc càng nhiều nó lên đến một cái ngưỡng nào đó nó sẽ reset. Cho nên bản chất cái câu chuyện Bitcoin sẽ là, nếu mà chúng ta có tư duy, chúng ta nhìn nhận rõ, chúng ta thấy là nó là cái hậu của cái reset về tiền và USD đó các bạn. Nhưng ở đây không có nghĩa là reset USD là xóa cái USD xong rồi USD chết, không. Nó sẽ ra một cái phiên bản thứ hai của USD, một cái hình thức khác, nó không còn là giống như nó như vậy nè. Các bạn thấy ở Venezuela nó cái tiền nó quá nhiều rồi. Bắt buộc nó phải giảm bớt vài số 0, 3 số 0, 4 số 0, 6 số 0. Đúng không?
Thì có nghĩa là cái đồng tiền bên đó nó không có chết nhưng mà nó ra một cái phiên bản khác. Ra phiên bản khác. Nhưng thực tế cái thằng mà tạo ra đồng tiền đó vẫn là chủ nha, vẫn là thằng nắm quyền nha. Thì bản chất cái việc mà những cái thằng mà nắm quyền thực sự về cái đồng bạc xanh này á vẫn là nó, nhưng bây giờ nó có thể nó lột xác ra một cái thứ khác. Thấy không? Ra một cái thứ khác. Được chưa? Đó. Và nhìn nhận rõ thì rõ ràng cái việc mà mỗi quốc gia có một cái CBDC là một cái đồng tiền tài chính riêng của quốc gia đó là một cái điều hầu như là tất yếu, nó sẽ phải diễn ra, phải có thôi. Các bạn nó phải có thôi. Ai sell Bitcoin, ai sell lệnh BTC chốt đi nha. Nó rút chân lên, chuẩn bị rút chân lên 50% đó, đúng cái bài chúng ta học. Phá trend quay lại cái trend. Nếu mà nhìn về mặt Sony R thì lao lên quay lại cái rời xa Sony R một cái rút chân nè. Volume lớn là quay lại cái Sony R chuẩn bị bật lên lại. Sell chốt đi mấy ông. Được chưa? Đừng có long lại, khoan long lại, đừng có bay. Cái thường á, cái kinh nghiệm đánh của tôi á là trong cái quá trình mà mình đang bận gì đó, mình không bám sát kêu chẹt thì đừng có đánh lướt. Lướt không đánh như vậy. Lướt là phải tập trung ngồi canh chẹt thì mới lướt. Chứ còn đang đang dở dở ương ương thà cắt lệnh không ngồi, không gồng. Nghe chưa? Em cả lướt mà. Nghe chưa? Tại vì các bạn nhìn thấy như vừa rồi cái câu chuyện của thằng Nga với thằng Ukraine thì rõ ràng các bạn thấy cái sức mạnh của đồng tiền điện tử nó mạnh không? Nó rất là vi diệu đúng không? Nó rất là vi diệu. Người dân ở Nga người ta bây giờ ai cũng sợ là bây giờ chuyển tiền nước ngoài không được, cái đồng tiền đó không còn hiệu quả, nó phải rút ra tiền mặt hết để dùng tiền mặt nó nhanh chóng đổi sang những tài sản khác để đổi coin hay đổi cái gì đó hay đổi vàng hay gì đó. Đúng. Đây. Ok chưa? Rồi, đây chỉ mới là cái tổng thể, đây chỉ mới là cái tổng thể. Tại vì các bạn thử nghiệm cái quy trình mà nãy giờ cái bọn nhà cái lớn nhất nó làm á. Cái bọn nhà cái lớn nhất nó làm cái quy trình này nè. Thì bây giờ ở những cái quy trình nhỏ hơn thử xem, những cái trò game nhỏ hơn hoặc là nó gói gọn trong một quốc gia, một cái trò game về chứng khoán, về bất động sản, về này nọ các thứ. Nó cái những cái quy trình cốt lõi của nó vẫn y chang như vậy các bạn. Y chang như vậy. Bong bóng bất động sản đến thời gian xong cũng xì. Đúng không? Lên thời gian xong cũng xì. Dòng tiền được đẩy vào bất động sản rất nhiều. Dòng tiền này không biết từ đâu. Dòng tiền từ bọn tay to nhà giàu đẩy vào rất là nhiều. Và muốn cho bọn tay yếu nó lưu tiền của nó vô, nó đẩy tiền của nó vô, phải cho nó niềm tin. Đúng không? Phải cho niềm tin. Nhưng bọn tay yếu thì nó chỉ chơi trong ngắn hạn thôi. Trong ngắn hạn đó nó mà có thua thì nó out ra. Còn nếu mà nó may mắn á, nó đi tiếp được á, đến dài hạn á, đến cuối cùng á, là nó đăng lời á, nó chơi tiếp á. Đến cuối cùng á, nó bị một pha chốt lời mạnh mẽ. Một pha chốt lời mạnh mẽ là nó chết. Cho nên bản chất là bây giờ nếu lao vào trò những cái trò game như vậy, chúng ta chơi thua, chúng ta bị out, mà chơi thắng thời gian sau có phải là bị nhà cái nó chốt, nhà cái lớn nhất nó chốt không, nó reset không? Được chưa? Vậy thì bây giờ nếu mà ở một cái góc độ ngắn hạn như bây giờ thì chúng ta phải làm sao mới sống được trong thị trường này, thế giới này. Nghe anh nói xong em thấy hoang mang quá, cuộc sống này không ý nghĩa nữa. Tối nay em on in mẹ nó hết coi cho rồi, em sell bán tài sản qua coi hết rồi đúng không? Vậy thì trong ngắn hạn nếu như chúng ta chơi về Marine đó các bạn, hoặc là chúng ta kiếm được tiền đó, chúng ta nhớ chốt và nghe lại cái biết về dịch chuyển dòng tiền hay mô hình kim tự tháp. Dịch chuyển dòng tiền, các bạn phải dịch chuyển dòng tiền của các bạn ra những tài sản thật, những tài sản thật. Các bạn nhớ một cái câu chuyện bất chi bất dịch là cái câu chuyện tiền và hàng là một cái cán cân tiền và hàng. Được chưa? Nếu các bạn có năng lực, các bạn thật sự có năng lực kiếm được tiền, các bạn tuyệt đối về dài hạn đừng giữ tiền. Tại vì về dài hạn tiền nó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Mà cái tốc độ về về tài sản, về hàng hóa, tay trái của các bạn là tiền, tay phải các bạn là hàng, nó cân với nhau đúng không? Mà nếu mà tiền nó càng lúc càng nhiều, tay trái của các bạn càng nhiều thì hàng hóa nó đâu có lên kịp đâu. Bắt buộc các bạn phải đổi sang hàng thôi, các bạn phải đổi sang hàng nếu các bạn có tầm nhìn dài hạn. Bắt buộc phải đổi sang hàng. Thay về lâu về dài, về lâu về dài thì lúc đó hàng nó ít mà tiền nó nhiều thì hàng nó có giá. Hàng nó có giá. Còn nếu như mà hàng nhiều mà tiền ít thì thằng tiền nó có giá. Tiền nó có giá. Đúng chưa? Tại vì chúng ta chơi bây giờ
đưa vào cái mô hình nhỏ, chúng ta chơi Marine, chúng ta có tiền, chúng ta đẩy vô exchange, đẩy vô spot, đánh spot, các bạn chơi coi, các bạn đánh spot có tiền mà các bạn cứ để cho nó, các bạn không rút nó cũng không ý nghĩa. Chúng ta phải đẩy qua cái gì? Đẩy qua chứng khoán là thấy mẹ luôn đó các bạn. Có ông nào nó đẩy qua chứng khoán không? Chúng ta phải đẩy qua cái gì? Đẩy qua vàng vật lý. Mà đẩy qua vàng vật lý á không có dễ. Ví dụ như Việt Nam chúng ta, cái giá vàng vật lý, các bạn hay lắm, các bạn nó đẩy qua đang đột biến. Đẩy qua vàng vật lý á, thì cái giá vàng vật lý Việt Nam, chính phủ Việt Nam chúng ta làm, đưa cái spread, đưa cái giá mua giá bán lên, và cái giá của chúng ta nó cao hơn. Cách đây 3 hôm rồi nó đang cao hơn so với giá quốc tế là 11 triệu đồng. Cho nên các bạn mà chơi vàng vật lý, các bạn mà họ chơi ngắn hạn, các bạn không có chơi lại. Hình như không? Chơi ngắn hạn không chơi lại. Ví dụ, có ví dụ thực tế cho các bạn. Bây giờ ví dụ như con Mana. Con Mana đang là 2.83 đúng không? Ví dụ bây giờ chơi xem con Mana này là vàng đi. Mana đang là 2.83 đô. Tôi là thằng chủ tiệm vàng, tôi bán vàng này cho các bạn nè. Các bạn vô mua con Mana với tôi. Các bạn có tiền, các bạn vô mua Mana, nghe nó Mana công lai nó lên 10 đô đúng không? Ok. Các bạn vô mua Mana với tôi thì bây giờ Mana, giá của thế giới Mana đang để là 2.8. Tôi bán cho các bạn giá 4.0. Các bạn mua Mana, tôi bán giá 4.0. Đúng không? Các bạn ngon, các bạn đừng có mua, các bạn đi chỗ khác cũng không có nào bán, cũng không có nào bán rẻ hơn nữa. Tại vì sao? Tao là thằng nhà cái ở đây. Chơi không chơi thôi à. Mày mua tao bán 4.0 mua không? Ok, cũng ráng mua đi. Tại vì đằng nào Mana thời gian sau cũng lên 10 đô, 20 đô. Mua, 4 đô mua vẫn ngon mà. Em mua là em hô 3 năm đó. Em nghe anh em mua em hô 2-3 năm đó. Em cầm nhìn em xa lắm. Xong, tuần sau, mua 4.0 xong, tự nhiên Mana 2.8. Nó rớt mẹ nó xuống còn 1.0. Không, nó rớt xuống còn 2.0 đi. Nó rớt xuống còn 2.0. Lúc đó, anh nói với em Mana còn lại 10 đô mà em mới mua 4.0, bây giờ em thấy giá của nó đang là 2.8, nó rớt mẹ nó còn 2.0. Anh phân tích cái kiểu gì vậy? Anh là chuyên gia rồi, chuyên gia nữa. Anh nói em dài hạn lên 10 đô, 20 đô, bây giờ em thấy nó rớt mẹ còn 2 đô kìa. Sao giờ anh? Em cầm em bán lại đi, không em không bán lúc đó là em cầm em bán, em không bán là nó lỗ nữa đó. Đúng không? Mau mau cầm cái 4.0 này nè, mua giá 4.0 vô gặp cái thằng chủ tiệm vàng, chủ tiệm vàng thương hiệu Mana bán. Thằng Mana nó nói là con thu lại. Con thu lại giá 1.0. Mày bán không? Mày không bán, mày kiếm người khác bán đi chứ tao là con thu lại giá 1.0 á. Thằng này nó ước quá gì kỳ vậy, lúc đầu con mua giá 4.0, bây giờ mày thu lại giá 1.0 mà trong khi giá của thế giới là có 2.8 nó rớt còn 2.0 thôi. Mà mày thu lại vậy. Nó mày không bán không? Mày đi vô khác mày bán đi. Nhà này tao quản chứ đâu phải mày quản đâu, mày ý kiến cái cò mày bán không? Mày bán đi cho khác bán đi. Lúc đó cắn răng thôi bán. Lúc đó thằng nhà cái nó thu lại giá 1.0, nó giá chắc ăn không? Giá rất là chắc ăn luôn. Nó giá chắc ăn luôn. Nó bán giá 4.0 cũng lời. Nó thu lại giá 1.0 cũng lời. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà muốn chơi dài hạn, các bạn mua giá 4.0, các bạn phải đợi đúng 2 năm, 1 năm. Thật sự lúc đó con này nó lên 10 đô. Con này thật sự nó lên 10 đô. Nó lên 10 đô, lúc đó thằng nhà cái nó kéo lên cái mức là con này là 16 đô. Ví dụ con này là 10 đô, thì lúc đó thằng nhà cái nó kéo 10 đô, 20 đô. Thì lúc đó thằng nhà cái nó kéo lên cái mức là con này là 8 đô. Mày mua thì tao bán mày giá 8 đô. Hơn chứ. Con này mà giá thế giới mà 10 đô á, thì lúc đó mày mua là tao bán mày cái giá bao nhiêu mà. Nếu giá thế giới là 10 đô, thằng này lúc đó mày mua là tao phải bán cho mày cái giá này là 14 đô. Mày bỏ 14 đô ra tao bán cho mày con này, mặc dù giá thế giới là 10 đô. Nhưng mày mua 14 đô xong mày quay này mày bán cho tao đúng không? Giá thế giới là 10 đô, tao không thu vô giá đó đâu, thu giá đó không an toàn. Tao thu vô khoảng 7 đô thôi. Vậy thì lúc đó những thằng mà năm xưa mua giá 4 đô thì bây giờ là ngày hôm nay giá 4 và 7 như vậy nó mới có ăn. Nhưng đợi đến cái lúc mà nó mua từ 4 đô mà bà mẹ nó gồng lên 10 đô, nó có chịu được nhiệt hay không, chịu đủ lâu không? Cho nên các bạn chơi vàng vật lý, các bạn phải chú ý cái việc này. Nhiều người không biết á, dịch chuyển dòng tiền, các bạn chơi, các bạn dịch chuyển dòng tiền
các bạn chơi marine, chơi bo đúng không, là bữa nay tự nhiên trúng số gì đó, các bạn chơi xong rồi các bạn đổi qua vàng, xong các bạn bị cái kèo này, các bạn bị chốt lời ngắn hạn, có phải quay lại cái nguyên lý hồi nãy của nó, các bạn không hiểu cái việc này, các bạn chơi các bạn có giàu cỡ nào thì các bạn cũng bị thằng nhà cái nó chốt rồi. Thằng nhà cái khác nó chốt. Bây giờ thằng nhà cái bên vàng nó không chốt bạn thì thằng nhà cái bất động sản, thằng nhà cái chứng khoán, thằng nhà cái quần què gì nó cũng chốt bạn. Thằng nhà cái Remitano nó chốt bạn hoài mỗi ngày luôn mà bạn đã biết. Ở đây có ai chơi Bitcoin mà mua mua USDT trên Remitano cho Super biết số 1 nhé. Có ai không ạ? Ở đây có anh em nào má thiệt luôn á hả? Nhiều có người à, hồi xưa mà may quá. Tôi thấy quá trời số 1 của Việt mình. Bây giờ mà các bạn mua biết mua dưới tay mà các bạn mua trên Remi là xong mẹ đó rồi. Xong rồi. Giá Remi cao không các bạn? Giá Remi cao không? Rất cao. Rất là cao. Đó. Rất cao. Đúng không? Cho nên không chơi cái đó, cho nên các bạn chơi vàng vật lý các bạn phải nhớ cái câu chuyện ví dụ này của tôi, mà không phải chơi vàng vật lý không, các bạn chơi bất kỳ cái trò nào cũng như vậy, cũng nhớ cái này được rồi đấy. Vậy thì nhìn chung chúng ta thấy là bọn nhà cái nó thao túng dựa trên cái gì các bạn, bọn nhà cái của những cái trò tài chính nó thao túng dựa trên cái gì. Hồi nãy cái chỗ lệch giá này chúng ta kêu bằng cái gì, chúng ta có một cái từ mỹ miều chúng ta gọi nó là cái spread đúng không, cái spread forex thì gọi là spread, coin cũng như vậy nó gọi là cái spread, còn Remicano nó gọi là giá xanh giá đỏ đúng không. Rồi bây giờ cái spread này giảm lại, tụi nó chửi dữ quá, tụi nó nói má chơi biên bông đánh cái quần què gì mà cái spread giảm vậy ai chơi, hoặc là đánh snap x á. Trời ơi, phí mày snap x cái spread giảm quá thì ai chơi. Bây giờ thôi vậy thì tao kéo cái spread này ngắn ngắn thay vì cái spread nó dài vậy nè, bây giờ tụi nó chửi quá chúng nó không chơi nữa, thôi kéo mấy kéo ngắn lại chút cho tụi nó thấy bây giờ cái spread tao nhỏ này vô chơi tao đi, nhưng mà tăng cái phí lên, âm thầm tăng cái phí lên, khi mà tăng cái phí lên thì tự nhiên á, cái phí nó cộng vô cái stress này á, bà mẹ nó, chúng ta nhìn cái stress nó nhỏ mà cộng thêm phí nó dài cũng như không, nó to chà bá lên đi cũng như không. Cho nên nhìn chung tất cả các nhà cái nó thao túng, nó có trường thắng lớn hơn một, bởi vì nó có hai công cụ là cái stress và cái phí, ok chưa. Cái phí này có thể có nhiều cái phí, dùng cái nhiều từ phí qua đêm, phí swap, funding rate, rồi phí gì nữa, nói chung đủ loại phí, nhưng mục đích chung vẫn là biện minh cho cái việc kéo giảm cái spread này hết đúng không quý vị. Mục đích chung vẫn là gì, vẫn là kéo giảm cái spread này. Nhiều người nói anh ơi em chơi ba nền phí nó ngắn lắm luôn, nó ít lắm luôn, nó chơi ngon hơn sàn sàn nọ, đúng rồi em chơi đi, mà có điều em đéo nghèo em đéo giàu, em chơi cái em thời gian sau em nhìn lại tài sản em mất dần mẹ nó, má nó tính mấy cái phí của nó vô cũng vậy cũng như không, cái xét nó còn giảm hơn ta nữa, hiểu chưa. Hay mà tất cả các cái sân sàn á, nhà cái á, nó thao túng bằng hai cái công cụ spread và phí, ok nhớ như vậy chưa. Rồi và ở trong cái thị trường tài chính này, ở trong cái thị trường tài chính này, từ chứng khoán, phái sinh, future, bo gì đó, nó đều sản sinh ra ba cái tầng lớp của nhà đầu tư. Ba tầng lớp nhà đầu tư này nó giống như là cái tầng lớp tầng bậc tiến hóa vậy đó, ok chưa. Nó đều sản sinh ra ba tầng lớp, đợi tí nha, mình lấy nước một chút. Rồi, ok. Ai có tư duy thì sẽ nghe những cái bài này, các bạn về các bạn nghiệm lại, thì các bạn có thể sẽ mở mang một số, nhìn ra được một số thứ và các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền các bạn.
Ở trong cái thị trường ngành tài chính này, từ chứng khoán, forex, coin, bất động sản, tất cả luôn, những cái người mà đám đông đang vào trong thị trường này hầu như họ đều đi theo ba cái bậc tiến hóa. Dùng cái tiến hóa này cho các bạn dễ hình dung, dễ hình dung chiều tượng hơn. Đầu tiên á, là cái đám đông nó vào, nó trong đầu nó không có con mẹ gì đó, trong đầu nó chỉ có tiền thôi, ngoài tiền ra nó không có gì trong đầu, nó không kiến thức. Nó vào là bởi vì nó thấy nhiều người giàu nhanh quá, người ta không cần lao động, mà có đầu tư, người ta cũng có tiền, mình cũng có tiền, mình vô. Đám đông đó là cái nhóm một nè, cái nhóm một nó chui vô đây nó chơi này, như vậy nó chui vô đây là nhóm một vô. Thì cái nhóm này á, là họ họ không có kiến thức, họ không có kiên nhẫn, họ không có trình độ, không có kinh nghiệm, mà không có cái gì ngoài tiền là có. Lúc đó họ mới tìm kèo VIP, họ tìm rút VIP, họ tìm đủ thứ, họ chỉ cầu mong là ngày mai lô đề nó sổ bao nhiêu anh cho em biết trước để em đặt là xong. Em đéo cần biết nhiều, đéo cần phân tích, em không cần học như anh đi phân tích chi. Anh chỉ nói mẹ nó con này, ngày mai ra số gì em đặt vô là có tiền. Rồi anh không cho đúng không, em qua group khác em hỏi. À group khác không có, em qua group khác, em group kế em hỏi có cái kèo nào ngon không anh. Đó là cái đám số 1. Cái đám số 1 này nó bị ngộ nhận giữa là cái việc kiếm tiền dễ trong thị trường này vô đám số 1. Và đám số 1 này nói như vậy thì nghe hơi bị khốn đúng không, tại vì nó đụng chạm tự ái cá nhân của anh em mình nhiều lắm. Mà thật ra hồi đó tôi cũng như vậy, có các bạn cũng như vậy, tôi ai chả đi trong đám số 1 này. Lúc đó đi kiếm kèo VIP, VIP các kiểu, má mất tiền bỏ mẹ ra. Xui á thì gặp mấy thằng group tào lao á, nó cho mấy cái kèo mà 10 kèo nó thua mẹ nó 8 kèo. Còn á, may mắn á thì gặp những thằng group á, nó có 10 kèo win được 8 kèo, 9 kèo. Đủ ngon. Ngon. Ok chưa? Vô mua bỏ tiền ra mua những cái kèo đó các kiểu, bắt đầu vô những cái kèo này. Xong rồi làm gì nữa, thời gian sau á, nhìn thấy nó kỳ kỳ, út mắc kỳ, thằng này nó cho mình kèo chuẩn 10 kèo, 8 kèo, 9 kèo chuẩn luôn nha, nhưng sao tiền của mình càng lúc càng hết anh, càng lúc càng hết. Lúc đó cái đám số 1 này bắt đầu nó chuẩn bị lột xác, nó tiến hóa lên cái bậc số 2, nó tiến hóa lên cái cần bậc số 2 của trong cái giới tài chính. Lúc đó nhận ra một điều, nó nói là thấy mẹ rồi, bây giờ rõ ràng dù cho mình có cái tín hiệu ngon kèo VIP nhưng thời gian sau mình cũng mất tiền, tại vì mình quản lý vốn không tốt, mình vị thế không tốt, mình quản lý bốn bước tài chính cá nhân không có, mình mất cái vị thế, mình vào mình không có hệ thống giao dịch, chừng thắng lớn hơn một so với nhà cái, thằng nhà cái nó có. Cho nên dù cho mình có thắng 8 kèo, mình thua lại một kèo hai kèo mình vẫn cháy tiền đúng không, hoặc là mình thắng liên tục trong mấy ngày vừa rồi ông admin thấy ông rút tiền nhưng mình không rút tiền, tự nhiên cái má Bitcoin mới đây tôi tưởng nó lên 50.000 đô, nó rớt mẹ xuống đây cháy mẹ mà riêng em rồi anh ơi. Mặc dù 8 kèo trước, 9 kèo trước em ăn tỷ, ăn tỷ liên tục, tỷ market thì mỏi tay luôn, tự nhiên rớt đi. Lúc đó nó lột xác cái level số 1, nó lột xác nó qua level số 2, nó nghĩ là nó phải học kiến thức về tài chính, thị trường này kiếm tiền không dễ. Hồi đó mình ngu ngu mình vô mình cần kiếm tiền dễ, mình đi kiếm mấy cái tín hiệu ngon, có tín hiệu ngon luôn mình cũng có ăn được tiền đó, nhưng thời gian sau mất tiền. Vấn đề về cái vấn đề nó không, nó nằm ở đâu, bắt đầu nó leo lên cái tầng bậc số 2, bắt đầu nó đi học kiến thức, nó học phân tích kỹ thuật, nó vô cái trading, nó nghe ông Thành chém gió đúng không, rồi nó học kinh tế vĩ mô, nó nghe đủ thứ trên trời đất, nó học mua tài liệu nữa, đúng rồi mua tài liệu nữa đó, nó mua tài liệu, nó học đủ thứ á. Học thời gian xong nó phát hiện nha, nó nói ồ bây giờ tao giỏi rồi đó, nhờ tao mua tài liệu giá rẻ, tao tao giỏi rồi đó, tao phân tích kỹ thuật các kiểu, bây giờ tao soi kèo của đánh nè thắng luôn, thậm chí quay lại tao có thể tao mở cái group VIP, tao mở group VIP tao bán cho mấy thằng mà hồi đó nó chưa tiến hóa như tao á, bây giờ tao đang ở số 2 rồi, thì tao mở group VIP tao bán cho mấy thằng hồi đó nó như chưa tiến hóa như tao, nó đang ở số 1 nè, bán lại cho nó má giàu luôn đúng không. Tại vì sao, tại vì bây giờ bây giờ tao đang là thằng số 2, tao tiến hóa rồi nè, tao nói mày số 1 của nó đéo có nghe, nói nó không có nghe, nó nói không tao thấy mà bán rau nhà tao chơi coi dầu mà mày nói gì vậy, học cái quần gì đấy, làm sao có chuyện đó được, tao đâu có thời gian, nhà tao bao việc, tao chỉ có tiền thôi, cho tao đầu tư đi đúng không. Thằng số 2 nói nó không có nghe, cho nên thôi
tao nói mày đéo nghe bây giờ mày muốn đúng không, tao cho mày muốn tao cho mà có thu phí, cho nên mới sinh ra nhiều cái cần bực nhà cái là nó tạo ra cái thu phí. Nó cho mấy thằng này nhận thức ra được một điều, một thời gian sau thằng những thằng này nó bắt buộc nó phải tiến hóa ra số 2, giống như bây giờ mình đang như vậy. Lúc đó những thằng số 2 này nó học phân tích kỹ thuật, nó học quản lý vốn, nó học trường thắng sát xuất lớp 1, bắt đầu nha nó kiếm được tiền mà rất nhiều tiền. Bắt đầu số 2 là bắt đầu mới kiếm được tiền các bạn. Rồi nó kiếm được tiền. Lúc đó ví dụ như từ ban đầu thằng số 1 này nó là cầm 100 đô, 200 đô, 500 đô, cầm 1000 đô đổ lại. Nó thu mẹ nó xong rồi. Đến qua bước số 2 á, thằng số 2 này nó thu phí nó, số 2 này thu phí 300 đô, 500 đô, 1000 đô. Những cái thằng mà nó đang nằm ở cái mức số 1, nó mới lôm cơm, nó mới là bước vô bước số 1 á. Nó nói mày nghĩ sao mày thu phí đó vậy trời, mắc cao như vậy, thằng điên mới học như mày, thằng điên mới đi mua cái liệu đó. Thằng số 2 nó cười, nó nói ừ, không ấy mày đừng có mua, mày cứ đi trải nghiệm đi. Xong nó trải nghiệm thời gian sau nó phát hiện, nó nói má thấy mẹ rồi, cái tiền có mất còn nhiều hơn nữa. Có phát hiện bây giờ có mất còn tiền còn nhiều hơn nữa. Đúng không? Thôi tao vô, thà con học đi, con lên thằng số 2 cho nhanh chứ bây giờ. Thì những cái thằng mà nó mất tiền rồi, nó mới biết được, nó mới biết được rẻ hay là mắc. Nó bị market vã cho vài nhiều lần rồi nó mới biết rẻ. Còn những thằng mà gọi là biết không sợ súng á, nó vẫn cảm thấy cái đó là gì, mắc qua rồi, từ từ thôi, từ từ. Nhìn lại năm mất vài tỷ. Nhìn lại năm mất vài tỷ. Bây giờ lúc đó những thằng ở nhóm 1, ở level 1 này là nó kiếm được tiền, cái ngưỡng của nó là cần 1000 đô đổ lại ví dụ đi. Sau khi nó qua cái ngưỡng số 2, vốn nó có thể là 2000, bắt đầu từ 2k này nó có thể nó kiếm được rất nhiều tiền. Nó kiếm ra được khoảng 10k, 20k, 30k, 50k chẳng hạn, thậm chí có thể là 100k. Nhưng có một cái điều nữa, nó sẽ đi vô cái guồng, nó đi vô một cái bộ máy lớn của cái bọn nhà cái lớn đó. Là gì? Những thằng này nó bị một cái bệnh. Nó học xong nó không chịu học liên tục. Nó cứ nghĩ nó giỏi. Lúc này nó nghĩ nó là admin, nó này nọ, này nó các kia, nó không được học những cái mới. Là một cái thứ hai nữa là khi nó cầm 1-2 ngàn đô, nó đánh 5 ngàn, 10 ngàn các kiểu. Nó có năng lực này, nó có năng lực kiếm tiền nha các bạn, nó không như thằng số 1 nha. Nhưng nó muốn có 1 tỷ. Nó muốn có 1 triệu đô. Nó quên ngày đó, ngày nào nó chỉ có 2000 đô và nó kiếm được 5000 đô nó rất là vui sướng. Nó kiếm được 20000 đô nó rất là vui sướng. Bây giờ nó quên mẹ cái cảm giác đó rồi, nó chỉ muốn có 500000 đô và 1 triệu đô. Lúc đó từ từ cái chỗ này nè. Những thằng số 2 càng lòng tham con người mà các bạn. Những thằng số 2 bắt đầu nó kiếm được rất là nhiều tiền, nó lên, nó đi huy động vốn của một thành thức đó. Nó lên, nó làm các kiểu, bắt đầu nó muốn giàu nhanh. Tại vì nó nhận thức được bản thân nó có khả năng chơi ngon, nó có khả năng soi kèo ngon nha các bạn, nó nhận thức được điều đó luôn nha. Hiểu không ạ? Nó tăng volume. Sau đó nó thu lại một vài lần nó cháy sạch. Là một dạng. Dạng thứ hai. Dạng thứ hai nâng cao hơn, tiến hóa hơn. Nó phát hiện ra nó rơi vào cái dạng tiến hóa hơn một tầng bậc nữa là dạng số 3 chỗ này. Nó phát hiện ra nó nói à, hồi đó tao nghèo rớt một ơ, tao có 2000 đô, bây giờ tao có 200000 đô, 500000 đô, 2 triệu đô. Bây giờ tao hiểu ra một điều là tao phải học. Một là học. Hai là cần phải có một cái gì đó. Cái đó có thể là tổ chức, cái đó có thể là cá nhân, cái đó có thể là kiến thức, cái đó có thể là kinh nghiệm. Nhìn chung là phải nâng cao kiến thức và phải có cái gì đó để quản lý được cái khoản tài sản khổng lồ này. Cho nên các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái người giàu, người ta từ kinh doanh người ta làm á, người ta mở một cái cửa hàng, người ta mở một cái quán ăn lề đường, người ta phát triển xong rồi người ta mở được cửa hàng, sau đó người ta mở 2 cửa hàng, 3 cửa hàng, 4 cửa hàng, sau đó người ta nhận thức được một điều là người ta phải đi học kiến thức để người ta quản lý được cái chuỗi cửa hàng đó. Đó là cần mực số 3 của họ đó các bạn. Khi cái lượng tiền của chúng ta nó càng tăng lên thì đồng nghĩa kiến thức nó cũng càng tăng. Nếu không kiến thức không đủ cái không tương xứng đó, thua một vài kèo cái lượng tiền này nó đi xuống lại liền. Mà cái lúc này là cái lúc mà cái volume lớn nha các bạn. Cái lúc này là cái lúc mà má không chốt là chết mẹ này, thấy không? Nó lên nó xanh rồi đấy. Cái lúc này là cái lúc gì? Cái lúc mà đánh x50, x100. Lúc đó nó giật một phát là chết. Hiểu chưa? Và
ở trong cái ngành tài chính chúng ta, ba cái tầng lớp này, nhìn lại chúng ta đang là ai trong ba tầng lớp này? Một số anh chị em trong những học viên chúng ta vẫn đang ở số 2, đám đông cộng đồng, thứ nhất là những thằng group chat mà nó không nằm trong group group channel Marine để nghe cái buổi hôm nay, nó vẫn là số 1. Nó vẫn là số 1. Tại vì nó là số 1 thì nó mới vô group Marine chứ. Man chứ nó là số 2 nó đâu cần vô group Marine nữa thôi. Đúng không? Nó nghe nhậu không? Nhưng mà đó là sự thật đó các bạn. Không có nó thật, sự nghiêm túc. Một lúc nào đó các bạn rõ ràng các bạn thấy tỷ lệ kèo bên Marine, tỷ lệ kèo ngon không? Tỷ lệ kèo thắng cao, nhưng vẫn có người thua đấy. Vẫn có người cháy sạch luôn đó. Vẫn có người rút tiền lãi ra, vẫn có người cháy sạch. Đâu có hoàn toàn 100% đâu. Ok chưa? Rồi có kiến thức rồi là số 2. Rồi khi cái lượng tiền các bạn lên, các bạn phải học rất là nhiều, cho nên các bạn thấy ví dụ như cái bài chủ nhật vừa rồi, tôi dành 2 ngày đó, tôi dành 6 tiếng đồng hồ ra để tôi học offline, tôi đi học cái khóa CEO để tôi nâng cao kiến thức. Tại vì sao? Lúc đó bây giờ tôi đang số 3. Tôi nhận thức ra được một điều là tài sản của càng lúc càng lớn. Nếu tôi vẫn giữ cái tư duy, cái kiến thức như năm nào, một ngày nào đó tôi sẽ bị chốt lời. Tôi bắt buộc phải nâng cao tài sản của liên tục. Tôi bắt buộc phải nâng cao kiến thức của liên tục để bằng tương ứng với cái mức tài sản của hiện có. Thà kiến thức tôi nhiều hơn, tôi cao hơn cái mức tài sản, cái độ lệch của tôi là kiến thức nó nhiều hơn tài sản càng tốt. Bạn hiểu không ạ? Cũng giống như câu chuyện hồi nãy, bất động sản hồi nãy bên chứng khoán, các bạn thấy không? Bây giờ cứ vô đu mấy cái cổ phiếu này ngon, tiềm năng các kiểu. Tôi nói các bạn, thực tế ở trong xã hội này, bà mẹ nó làm thì ít mà ăn thì nhiều. Làm thì ít ăn thì nhìn cho kỹ đi. Đi mua cổ phiếu, đi mua chứng khoán, đi mua cái gì đầu tư chỗ này, nhìn vô nó làm ra được cái gì mà mình mua nó. Cán cân giữa tiền và hàng. Hàng nó không làm được cái gì hết. Mà tại sao chúng ta lại nâng cái giá trị của nó lên cao như vậy? Nó không tạo ra thành phẩm, nó không tạo ra sản phẩm gì nhiều. Niềm tin tương lai là thấy mẹ rồi, chết. Niềm tin là dùng tiền đổi đó các bạn. Hồi nãy có nhớ là gì? KOL nó sẽ in ra một tờ giấy nợ và nó muốn người dân mua cái tờ giấy nợ đó, bắt buộc nó phải cho người ta thấy là tờ giấy nợ này tương lai rất là lớn. Thậm chí tờ giấy nợ này chính là trái phiếu chính phủ Mỹ. Thằng Fed nó bung ra rất là nhiều tiền. Sau đó nó phải in ra một cái tờ trái phiếu. Tờ trái phiếu này nó cam kết với cái người mua. Nó gọi là tờ giấy nợ á. Nó bây giờ mày mua tờ này tao đi, tương lai tờ này nó ngon lắm. Một năm bèo bèo cũng có khoảng 12%. Mày mua đi. Đúng không? Xong rồi nhiều thằng mua xong rồi tự hào nói tao là chủ nợ của Mỹ đó, đừng có đùa. Tao giữ trái phiếu nó hơi bị nhiều á, tao là chủ nợ của nó. Xong thằng Mỹ nó nói lại, ủa? Mày thử mà in trái phiếu để có con nào mua mày dục không? Mày thử mà in trái phiếu có con nào mua không? Má muốn phát hành nợ cũng phải có uy tín mới phát hành chứ. Tao mặc dù tao là con nợ của mày á, nhưng mà cân lượng tao hơi bị nặng á. Đúng không ạ? Đúng không? Mặc dù mày là chủ nợ của tao, nhưng tao cầm tiền của mày, mày cầm giấy của tao. Hiểu ý nghĩa đâu mà. Cho nên những thằng huy động vốn bản thân nó cũng phải có cân lượng, nó mới huy động vốn được. Đúng không? Cho nên nếu mà các bạn đang mang nợ, các bạn hãy vui. Tại vì bản thân các bạn có giá trị, các bạn mới mang được nợ. Cho nên sau bữa hôm nay ai đang mang nợ, ai chưa mang nợ thì nên mang nợ đi để test thử cái giá trị các bạn được nhiều. Ok chưa? Mạnh mẽ múc ít 50% cho Marine, bữa giờ đua xe nè, dành cái giải lương hương vàng, lương hương bạc nè. Đua xe nó mau mang nợ rồi. Mang nợ đi, mang nợ để biết được giá trị của mình là bao nhiêu, xã hội để định giá mình bao nhiêu. Ok. Thấy không? Rồi. Và đến cái số 3 này, đến một thời gian nữa thì các bạn cũng sẽ lên cái tầng số 3 này thôi. Nhất là các anh em mình những học viên á. Và ở những học viên chúng ta có rất là nhiều anh chị đã lên được cái số 3 này rồi. Và lúc đó họ chậm lại liền. Có bạn họ up lại clip hay không? Không. Các bạn hãy trân trọng những cái thực tại, những cái đang thực tại. Hôm nay bây giờ có clip nghe, tập trung ngồi nghe, đừng có kỳ vọng up lại. Hồi đó cô nói các bạn, má cô đi học, lúc mà cô đi học bên đại học á, cô đi học bên trường đại học á, cô đi học á, hồi đó ông bạn tôi má nó chơi ác lắm, nó thấy cô đẹp trai mà học giỏi nữa, nó ganh tị các bạn biết không, nó nói mày nghỉ học đi, tao có ghi hình, ghi âm. Lúc đó chúng tôi mua cái máy ghi âm á, nó nói mày cứ đi chơi game, mày chơi game đi, mày yên tâm, tao có ghi âm lại rồi, tao cho mày chép bài luôn.
bà mẹ nó cho mượn cái đó về nhà ghi âm nhiều quá đéo nghe, rớt có mười mấy môn chứ mày, nó rớt có mười mấy môn chứ mấy, càng nhiều cái ghi hình lại càng nhiều tài liệu các bạn càng học dở hơn, các bạn tin tôi đi. Cho nên tôi nói khi mà các bạn thật sự sẵn sàng rồi, người thầy của các bạn xuất hiện, các bạn đừng có nói là nhà em bao việc thua đủ nhiều đủ thốn, tự động mò đi học mà 10.000 đô cũng học nữa, tôi nói thật các bạn luôn, chỉ cần các bạn thua, các bạn cần thua 100.000 đô rồi bà mẹ nó bây giờ thấy nó đánh ngon như vậy 10.000 đô cũng học nữa, đúng không quý vị? Tôi nói nghiêm túc. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đủ đau rồi, chúng ta mới biết cái giá trị của nó. Thật. Và dần dần thời gian sau chúng ta vượt qua được cái ngưỡng số 2, để có lên số 3 này rồi, lúc đó chúng ta chậm lại, chúng ta chỉ có lặng lẽ, chúng ta học thêm kiến thức. Thắng cũng nói đúng cũng được, nói sai cũng được, anh chém gió cũng được, em đéo quan tâm. Nhưng mà cái nào hay là bắt đầu em nạp vô dần dần, tư duy em, cái tư duy quản lý tài chính của em nâng cao dần để làm gì? Để đừng bị chốt lời. Cái chốt lời mạnh nhất, mạnh mẽ nhất là suy thoái kinh tế, là dịch bệnh. Một cái thuyết âm mưu là cái dịch bệnh này nó được set up sẵn, chiến tranh cũng vậy, các kiểu cũng như vậy. Tại vì khi các bạn hình dung, khi mà trong cái quá trình phát triển xã hội của loài người nó lên một cái ngưỡng nào đó, sẽ có rất là nhiều thành phần, rất là nhiều tiền, bắt buộc phải có một cái gì đó reset lại tài sản của nó, đó chính là dịch bệnh, là chiến tranh, là đủ kiểu hết. Còn cái mô hình nhỏ hơn, cái này vui lắm. Ở đây có ai bán online không? Bán online đi đi tiểu ngạch các kiểu, trốn thuế các kiểu, máy quản lý thị trường nó biết hết á các bạn, đừng có giỡn. Các bạn làm đi, lâu lâu nó hốt một phát một thôi, cày năm hai năm bù lại tiền không đủ nữa, thật đúng không? Quy luật nó như vậy các bạn, quy luật xã hội như vậy. Cho nên á, khi ở số 2 này này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền rồi, vẫn nhớ là nâng cao kiến thức liên tục để giữ tiền. Ok chưa? Rồi biết được ba cái này rồi, bắt đầu mới nhìn nhận lại chúng ta đang là ai. Đang là ai? Mấy ông mà đang ở số 1 này thì tôi không có gì để nói. Không gì để nói. Bây giờ nói gì nữa? Đó là trải nghiệm của bản thân mọi người phải trải 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 qua. Có người ở ngưỡng số 1 này họ mất 1 triệu đô, có người mất 10 đô, xong là nghỉ đi về chăn trâu luôn, đúng không, về cày ruộng luôn. Có người mất 100 đô, cũng có người bước vào chập chững. Mình nói cho họ như vậy họ không có nghe, họ nói em thấy nhiều người kiếm được tiền mà anh nói gì ghê vậy, tài chính chơi tài chính cũng nhàn mà. Tôi nói em thấy có nhiều người chơi quay quay cái cốc đó, có xe Mercedes đó đủ kiểu đó. Em thấy của nó chơi nhàn mà anh nói gì nghe ghê vậy đó. Chúng ta không thể cản được cái sự trải nghiệm của họ, cho nên những người số 1 này tôi không nói tới. Cô chỉ cho các bạn thấy được cái bức tranh tổng thể này còn đúng hay không. Các bạn về các bạn tối nay gác chân lên trán, các bạn nghiệm lại cái câu chuyện chém gió này có đúng hay không. Còn những người đang ở cái ngưỡng số 2, còn những người đang ở cái ngưỡng số 2 thì bắt đầu vào cái nội dung phần sau tiếp theo. Bây giờ sợ thời gian không có đủ nhưng tôi sẽ nói tiếp. Cái ngưỡng số 2 này bắt buộc các bạn phải phân định rõ về những cái cần mực nhà cái. Bây giờ mới vô nội dung chính nè, nãy giờ là vô ngồi chém gió về tài chính không đó. Ngày mai là thứ tư thì các bạn anh em chúng ta sẽ học về cái phần tài phiệt sau ha. Cái này để cho mấy bạn mới nghe luôn. Bữa nay thì dành nói lại mấy cái mới cho các bạn mới nghe. Rồi. Khi các bạn ở cái cần lực số 2, bây giờ mới nói tới cái cần lực số 2 này, lúc đó chúng ta phải nhận thức ra được bản chất ở trong cái thị trường tài chính này, bất kỳ trò game nào nó đều phân hóa ra đủ bốn cần bậc. Nó đều phân hóa ra bốn cái thằng nhà cái lớn. Tự nhiên chỗ này nó không cho con viết bằng văn bản. Ad đúng chỗ này bật lên đẹp quá ha. Đầu tiên á vẫn là thằng băng cơ. Thằng băng cơ nó sẽ có tiền các bạn. Đúng không? Thằng số 2, thằng broker. Broker. Đúng chưa? Rồi, thằng số 3 là thằng gì? Thằng thầy bà, như tôi gọi là thầy bà. Giờ giờ teacher nè, rồi gì nữa? Leader nè. Đúng không? Rồi gì nữa? Leader nè, admin gì đó các kiểu gì đó. Thầy bà này có thầy bà điếc, thầy bà đáp nha mấy ông nội. Đừng nghe tôi nói tôi thầy bà xong mấy ông ném đá tôi tội lắm á. Nãy chia sẻ kiến thức miễn phí không á, mà giờ ném đá là mấy bạn có quả quả ngọt lắm á. Cái thằng số 4 mới thằng đầu cơ, thằng trader.
thằng trader này là thằng đầu tư, bây giờ mới đi vô ý chính nè. Các bạn chơi bất động sản, chứng khoán, forex, coin, bất cứ mọi thứ. Có bạn nói nè, em mất 50k mới đi học phải không? Đó lúc đó mới trân trọng cái kiến thức, cái giá trị thế nào. Các bạn thấy các bạn chơi, chơi bất kỳ cái gì, chứng khoán, bất động sản các kiểu, nó đều phân hóa ra bốn cần bực này. Bốn cần bực này được setup để dành cho chị những cái trò game tài chính. Đầu tiên là thằng banker, các bạn bắt buộc phải có tài khoản chuyển khoản ngân hàng. Banker nó nói là mày chơi BO, mày chơi chứng khoán, mày chơi bất động sản, mày chơi cái quần gì tao không biết, nhưng mày phải chuyển khoản, tao lấy phí gì cái, còn mày chơi gì kệ mẹ mày chơi mày thắng thôi, kệ mày, tao không biết tao lấy phí cái đã. Đó là nhà cái lớn nhất sẽ lượm tiền các bạn là băng cơ, đúng không? Còn mày không đủ tiền chơi đúng không, đừng có lo, tao cho mày mượn, đẳng cấp mày mượn được thẻ visa đó. Tao thấy mày nghèo lắm rồi, mấy mày vay đi, còn mấy mày đang có nhà mày cắm cho tao đi, còn lãi suất thấp lắm, cắm vô đi không mana, năm sau rồi chốt sau ngon. Đó là băng cơ đó, lúc đó nó không quan trọng các bạn sẽ lời hay lỗ, nó lượm tiền các bạn đó đã. Được chưa? Dưới thằng banker nó sẽ lòi ra rất là nhiều cái trò game. Đó là tầng số 2 là broker. Broker là gì? Là sân sàn các kiểu, sàn chứng khoán, sàn bất động sản, sàn coin, sàn BO, sàn gì đó. Đúng không? Trong những cái sàn đó nó có sàn đít, sàn đát. Sàn nào chuẩn chuẩn ok, còn có những sàn lởm nó chỉ có tạo cái server, nó lấy cái dữ liệu thôi, xong nó ôm đỉnh các bạn. Nó chỉ cần nó làm gì? Nó nói đằng nào sau một tuần quay trả cháy, tụi bay ăn bây giờ 1.000 đô 2.000 đô quay sướng kệ mẹ đi, chỉ cần có giữ lệnh của mày sau tuần tháng là tự nhiên thằng ăn mày cháy ha, âm lệnh thôi đó, sàn âm lệnh đó nè, đúng không? Những sàn bất động sản chứng khoán gì đó. Rồi ví dụ như một cái sàn bất động sản mà nó mở ra thì từ đâu có sàn này? Từ những cái thằng mà nó có mối quan hệ, nó giao dịch nhiều rồi, nó đào tạo nhân viên bán bất động sản, nó mới tạo ra cái sàn bất động sản chứ, đúng không ạ? Thì đó, dưới cái cần bật sàn này bắt đầu có những cái người có kiến thức admin leader teacher. Đến cái đoạn này thầy bà có thầy bà đít thầy bà đáp nha, không được cho kỹ nha. Có nhiều thằng mới sinh ra, trời sinh nó ra là nó vừa bỏ bình sữa xuống là nó thành thầy bà liền luôn rồi. Có nhiều người rất là, nhất là Việt Nam chúng ta có nhiều thiên tài lắm, truyền thuyết thánh giống mà. Nó mới sinh ra nó cỡ 15 16 tuổi, nhiều khi cô nói nó bóp ra sữa chứ không phải uống ra sữa nữa, cái mặt nó non chẹt luôn. Nó là chuyên gia thổi nến, múc nến, rồi cái gì nến đó, đúc nến gì đó, đủ kiểu, là nó là chuyên gia mẹ rồi, nó làm chuyên gia được. Tay trái bỏ bình sữa, tay phải là làm chuyên gia luôn. Nhiều lắm. Đó là những thầy bà đát đó. Nhưng có những thầy bà điếc á, mấy thầy bà điếc này bị chửi thấy mẹ luôn. Những thầy bà điếc bị mấy thầy bà điếc này bị chửi gì? Anh chơi giỏi vậy anh dạy học chi giờ? Anh giỏi vậy anh ở nhà anh chơi đi anh dạy chi giờ? Anh đi bán có học chi giờ? Đó là mấy thầy bà điếc đó, nó cực lắm, nó khổ lắm, tại vì nó ngồi nó giải thích nhiều thì nhà nước không chắc cái việc đó, mà không giải thích thì ức chế, trời sinh mình ra để chửi của nó mà không cho chửi khó chịu lắm. Đó là mấy thầy bà điếc. Thầy bà lát là thôi khỏi nói rồi, năng lực không có, rỗng, chỉ có bán khóa học, chỉ có bán tài liệu, thực chiến không có. Thực chiến có là phải có những thằng mà các bạn biết là nó kinh thực chiến, là nó báo lên đây là chốt, lên đây sale xuống đây là chốt, là những thằng đó nó có kinh nghiệm nó trải qua thực chiến rồi, chứ không phải là ngồi chém gió đưa kiến thức xong rồi lượm tiền tao như vậy. Thực tế có rất là nhiều những cái người khác mà các bạn biết là nó đã những cái admin thế hệ trước đó, họ chia sẻ, họ dạy khóa học các kiểu xong cái kiến thức của họ thực sự không có, kỹ năng thực chiến không có, bị chính học viên lật lại. Cô nó nghiêm túc ở bên ngoài rất là nhiều luôn, tại vì cô không tiện nói tên ra, trong chính học viên chúng ta các bạn thấy rồi, chính các bạn là người lực của nó, xong các bạn chụp hình gửi cho tôi nữa, đúng không? Đúng không? Ellen que Ellen Nguyễn Ellen gì đó các bạn đó, quên mẹ con rồi. Các bạn là người, các bạn vô trong đó các bạn quậy mẹ cái group của người ta, các bạn thực chiến còn hơn cả anh thầy trong đó nữa. Rồi hỏi sao thầy trong đó không kích các bạn ra má tôi là tôi là thầy con kích các bạn ra nữa, mày giỏi rồi mày xuống núi được rồi mày đây làm gì kích chứ, đúng không? Đó có nhiều thầy bà của nó, cho nên ở đây cô nói ai đang là thầy bà thì nghe mà tỉnh ra, các bạn không nâng cao kiến thức của các bạn một ngày đẹp trời, chính học viên nó lực các bạn, hoặc là các bạn cứ ngồi mà xạo xạo, ngồi xạo quần đi, một thời gian sau nó lòi ra cái ngu của các bạn, nó còn mệt nữa. Cho nên ráng học kiến thức thật nhiều vô, đủ level mới làm thầy bà. Nó cũng giống như khi mà cơ hội tới, công ty giao cho các bạn làm vị trí giám đốc mà năng lực các bạn thực sự không có,
các bạn bị chính nhân viên của các bạn lực các bạn liền. Không, ok chưa? Đó là thầy bà biết thầy bà đáp. Rồi quay lại cái câu chuyện để cần được số 3 này. Có những cái người mà tay trái của họ kiếm được tiền, không thể nào mà ép tay phải của họ không kiếm thêm tiền, đúng không? Cho nên ở cộng đồng tôi hay nói đùa, nhiều người ta nói anh chơi giỏi như vậy, anh kiếm tiền giỏi như vậy, anh đi đào tạo làm khóa học làm cái gì? Tôi nói dễ lắm. Bạn hôm nào mà bạn đi ăn sáng, bạn chở vợ đi ăn sáng á, bạn hỏi vợ bạn thích ăn gì, vợ bạn nó sẽ ăn hủ tiếu hay là phở gì đó, ok bạn chở ra tiệm phở bạn hủ tiếu. Bạn hỏi cái bà bán hủ tiếu mà bán phở, bạn hỏi cô ơi phở cô bán ngon không hay là hủ tiếu cô bán ngon không, xong cái bán phở bán hủ tiếu bà nói mày điên hả, không để tao bán hủ tiếu tao nói hủ tiếu tao không ngon, bà đương nhiên phải nói ngon rồi, tao đương nhiên phải nói ngon rồi. Bạn nhớ bạn chim câu thứ hai rồi, bạn nói cô bán phở ngon như vậy cô để dòng họ cô ăn đi, cô bán còn chi. Bạn nói câu đó với nó đi, tao cho bà đi rồi bà đập cho dép vô mặt, bà nói bà mẹ mày có bán hủ tiếu ngon thì tao cho nhiều người ăn, tao nhất thiết cho dòng họ tao ăn, dòng họ tao ngày nào chẳng ăn, hiểu không? Có nghĩa là một cái người mà người ta tay trái người ta lùm được tiền thì tay phải người ta vẫn có thể kiếm được tiền, tại vì bản chất vô thị trường tài chính này có ai chơi tiền các bạn. Ngay cả khi chúng ta lên đến cần bậc số 3 như chỗ này hồi nãy, lên cần bậc số 3 chúng ta cũng đâu có chê tiền đâu, chúng ta vẫn muốn giàu hơn mà. Cho nên những cái người mà hỏi những câu đó là bản chất họ không có hiểu cái cần bậc nhà cái này. Họ không hiểu cần bậc nhà cái này. Hình như không? Cho nên hiểu cái này rồi thì bản chất kiếm tiền chỉ cần, các bạn nhớ nè, chỉ cần mỗi ngày chúng ta nạp kiến thức một ít, cái lượng kiến thức chúng ta đủ rồi á, tự nhiên chúng ta có rất là nhiều cơ hội, chúng ta nhìn thấy chỗ nào cũng có tiền. Các bạn đi chơi, các bạn gặp giao du bạn bè đối tác, các bạn biết không, thậm chí tôi mà hay đi với bạn bè tôi, họ rất là thích nghe tôi nói chuyện, họ có vấn đề gì họ hay hỏi tôi, họ rất là thích nghe cái sự góp ý hay là cái sự nhận định đó thôi, tại vì họ nghe được, họ thấy à cái này hay quá, cái này thằng đó nó nói cho tôi, nó làm thằng Thành nó cho tôi thấy là những cái mà hồi đó tôi không thấy, rõ ràng đó là thực tế thực tiễn. Cho nên khi các bạn có kiến thức rồi, tự nhiên các bạn có rất là nhiều cơ hội. Chứ đừng có tập trung đi tìm tài liệu, đừng có tập trung đi tìm kèo VIP, hiểu không? Muốn giàu ráng tiến hóa lên cần bậc số 2, số 3, đừng có cứ ở lì xong trong cái số 1 hoài, đúng không ạ? Ráng mỗi ngày học ít cũng được, học phi học cái gì cũng được, cứ nâng kiến thức lên dần dần. Kệ nó, thằng admin đó cái miệng nó vậy, nó chửi gì đó, nhưng mà kệ mẹ đó, nó cho mình kiến thức thì mình cứ học. Nó dù sao nó cũng có biết mặt mình đâu, mình cũng biết mặt nó đâu. Tất cả đều là ảo mà, đúng không? Miễn kiến thức mình nâng lên là được. Kiến thức mình nâng lên, tương lai của mình nó lên, tiền lên dần dần. Ok chưa? Đây là số 3. Rồi, đến cái số 4 là những cái người mà thật sự biết về đầu tư rồi, người ta nhận thức ra được. Lúc đó thằng số 4 là thằng có thắng đó thôi. Có thắng đó thôi. Và một số người ta phát triển ở cần bậc số 4 rồi, người ta sống lâu rồi, người ta mọc nanh, người ta mọc sừng, người ta số 4 người ta chơi giỏi rồi, đủ lâu, đủ kinh nghiệm rồi, đủ vững rồi, người ta tự nhiên người ta tiến hóa lên số 3, người ta làm admin, làm leader, làm teacher, làm thầy ba, làm các kiểu. Còn một số ở đám đông bên ngoài, có nhiều thằng má não nó đâu kiến thức đâu có, trời sinh nó ra là cây trái, vừa bỏ bình sữa là cây phải nó bay lên làm thầy ba liền luôn. Sau đó bị sau này á, nó làm thầy bà xong rồi bắt đầu có những trader, những cái người mà ở tầng dưới của nó kiến thức lên á, bẻ ngược lại nó gãy. Có nghĩa là gì? Cái nội lực không có mà cứ chờ vô cái ngoại lực không là nát. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta đi mua những cái kèo VIP đi dựa vào kèo hỏi kèo nó cũng như vậy các bạn. Cái nội lực chúng ta không có, chúng ta rỗng, chúng ta đi mong chờ một cái ngoại lực vô, có thể là ngắn hạn các bạn thắng đấy, nhưng dài hạn cũng thua sạch à, là sự thật, hiểu không ạ? Cho nên đây là bốn tầng bậc nhà cái. Còn nếu mà các bạn nằm ngoài cái bốn tầng bậc này, nó chỉ rớt vào thằng số 5. Thằng số 5 là thằng này nè. Thằng này thì dễ lắm, không cần có kiến thức, chỉ cần có tiền thôi là được rồi. Chỉ cần có tiền sống đủ lâu là tự động lên được tầng bậc số 4. Thua nhiều quá thì có kinh nghiệm lên số 4 thôi. Số 5 thì không có kiến thức, số 4 có kiến thức. Số 4 có kiến thức xong rồi có kinh nghiệm nữa thì lên số 3. Đúng chưa?
Lên số 3, có kiến thức, có kinh nghiệm, có uy tín. Có uy tín thì lên số 2. Lúc đó kéo sừng sàn nè, kéo sàn BO, sàn Forex, sàn này nọ nè, hôn cái cả đống thằng nhảy vô đánh nè. Lên số 2. Ok chưa? Các bạn lên số 2, các bạn lên đủ mạnh rồi thì gì ạ? Thằng số 1 có lụm bạn. Hết. Quên đi câu chuyện lần sẽ lên số 1 đi. Khi nào các bạn nắm quân đội các bạn lên số 1. Còn không lên được, còn không nắm quân đội các bạn không có chuyện lên số 1. Cho nên những cái người mà hiểu về cái này rồi thì họ biết an phận. Họ biết an phận. Họ dừng lại ở cái ngưỡng số 4, số 3, nhiều lắm lên số 2. Thậm chí lên số 2 mà họ lên mạnh quá là bị thằng số 1 nó xử liền à. Tại vì sao? Hồi nãy học cái chu kỳ chốt lời của bọn nhà cái chưa? Phình lên nhiều quá thì phải bị bóng bóng phình lên nhiều quá phải bị chích cho nó sẹp lại, xì thì hơi bớt. Các bạn nói mấy băng ở quân đội hết không? Các bạn không hiểu. Băng ở đây không phải không băng ở đây không phải là quân đội. Ý đang nói ở đây để các bạn có thể kinh doanh và kiếm tiền được từ cái cần bậc số 1 là băng cơ đó. Bạn phải là chính phủ. Bạn không là chính phủ, bạn cũng phải là thân chính phủ. Hiểu không? Bạn phải có quyền lực. Hình dung không ạ? À? Chứ không phải là có những ông học cái hình thức đập khuôn hoặc là các bạn vào sau các bạn không nghe phần 1 hồi nãy đọc bên đầu đó. Các bạn nghĩ băng là chính phủ không phải? Băng là quân đội không phải? Không? Đừng có dành cái miếng cơm của nhà cái nó lụm bạn ấy. Cho nên những cái nhà đầu tư như chúng ta á, chúng ta thường chúng ta dừng ở cái số 4, số 3, số 2. Còn đám đông bên ngoài nó vẫn đang ở số 1 thì nó chỉ có mất tiền thôi các bạn. Và thực tế các bạn biết có những cái người thầy tôi gọi là master, những cái người thầy trước đây tôi á leo lên rất là nhanh. Lúc đó sau này các bạn biết thậm chí có một người thầy, đó là người thầy đầu tiên của tôi, đến bây giờ vẫn ngồi bốc địch. Đến bây giờ vẫn ngồi bốc địch. Thì khi ông ngồi bốc địch rồi á, mấy học trò quý ổng và có thăm ổng thì ổng chia sẻ lại. Ổng chia sẻ cái này nè. Ông nói theo kiểu khác, còn tôi đang tóm gọn bình dân học vụ lại như vậy. Ông nói theo kiểu khác, nó vĩ mô hơn, nó vĩ mô hơn, nó sâu hơn. Có nghĩa nhưng mà hình dung ý, có nghĩa là cái ý bên trong vẫn là biết đủ, đừng có lên cao quá. Khi các bạn lên càng cao, người ta nói là sóng to, thuyền to thì sóng lớn. Các bạn lên càng cao thì đồng nghĩa các bạn thành một con cá càng lúc càng to thì đồng nghĩa các bạn sẽ bị con cá khác to hơn, tốt là quy luật của xã hội này. Cho nên tốt nhất là an phận bản thân. Dừng ở cái ngưỡng nào đó thôi, đừng có lên cao quá. Tại vì những cái tiền bối trước đây tôi họ nằm ở cái ngưỡng số 2, họ lên làm băng cơ luôn, họ lên mở ngân hàng luôn các bạn. Mà họ phải mở ngân hàng không nha, họ tạo ra trò chơi luôn á. Họ mở ngân hàng, họ tạo ra sàn vàng luôn á. Họ huy động vàng của dân luôn á. Mà huy động tiền của dân là chỉ có nhà nước thôi. Nhà nước chính phủ thôi. Mà mày lên cơ, mày đi làm cái việc đó, chính phủ là sớm muộn mày bị lụm. Lụm bằng cách này hoặc cách khác. Khi mà nó lụm rồi một phát, khi mà chính phủ nó lụm rồi thì cực kỳ hợp lý, khỏi chối cãi, khỏi chối cãi, hiểu không ạ? Cho nên biết dừng, biết dừng. Các bạn nghiệm lại đi, rất là nhiều người có lên cái ngưỡng số 1 và lụm và gãy một cái là ở 20 năm má ra là bạc đầu mẹ nó luôn rồi, ra là thành gì, thành tiền bối mẹ nó rồi, mấy thế hệ sau lên rồi. Đó, đang sầu nam đúng không? Nhiều người nhiều lắm, các bạn cứ nghiệm lại đi. Các bạn cứ nghiệm nghiệm lại những cái mà tôi nói nha. Thì các bạn xem cái quy luật của nó rất nhiều. Các bạn lên Google, các bạn search Trần Tuấn Tài, giám đốc ngân hàng Việt Hoa. Bà mẹ có thằng nói khá bảnh nữa. Má khá bảnh mà được xếp hàng ở trong đây. Trần Tuấn Tài, giám đốc ngân hàng Việt Hoa, các bạn search câu chuyện đó đi. Ngân hàng Việt Hoa còn là cách đây khoảng 20 năm là một cái ngân hàng mà rất là nhiều thương nhân người Hoa ở khu quận 5, quận 6 gửi tiền, huy động vàng rồi đó nhiều lắm. Sau đó banh xác. ACB Bầu Kiên làm sàn vàng. Thời gian sau banh xác. Đúng không? Thời điểm đó của nó các bạn chơi Forex chuyện Nhật là bình thường. Chơi trade vàng thực tế luôn. Mà chơi bằng vàng điện tử luôn. Thời điểm đó không có chuyện coi, không có chuyện chơi coi đây, mà chơi bằng đã có cái câu chuyện này là chơi vàng điện tử rồi, mà dựa trên cái giá vàng thực tế luôn đó nha, sàn vàng ấy.
thời gian sau thì chấp lời, cho nên biết không biết phần. Ok chưa? Rồi bây giờ bốn cần bậc này, trời 10 rưỡi rồi không kịp. Bốn cái cần bậc này bây giờ nhìn lại, chúng ta đang ở số mấy? Chúng ta đang ở số 5, số 4, số 3, số 2, số 1 thì chắc không rồi. Nhìn lại chúng ta đang ở số mấy? Anh em mình đang ở số mấy ạ? Rất là nhiều người ở số 5. Rất là nhiều người ở số 5. Đúng không? Một số người người ta bây giờ biết chơi ngắn hạn, biết đầu tư dài hạn, biết thế nào là chơi margin, biết thế nào rút tiền bỏ qua hold trend, hold spot, thì họ đang ở số 4. Một thời gian sau họ tự nhiên họ bị họ tự động họ lột xác. Thời gian sau không cản được, họ lên số 3, họ lên thầy bà, họ lên admin. Có nhiều người người ta không hiểu cái này á. Tôi thấy rất là nhiều nha. Ở những cái group khác nó lạ lắm. Tự nhiên cái ông thầy đó, ông admin đó đây là bây giờ tự nhiên vậy, thời gian sau cái học viên của mình giỏi lên á, mà thấy học viên mình đi mở group, đi làm admin group khác, cái kích nhỏ ra cái hạnh khỏe gì người ta làm chi vậy? Họ không hiểu cái cần bậc này. Đây là cái cần bậc tự tiến hóa. Số 5 thua nhiều tự động lên số 4, số 4 có kinh nghiệm tự động lên số 3. Đúng chưa? Số 3 có kinh nghiệm, có thua nhiều, có kinh nghiệm xong có tiếng nói, có uy tín, có nem, nó mới lên số 3, số 2 à, tự động nó lên à. Đó là cần bậc tự động. Cho nên các bạn thấy trong nhóm học viên chúng ta thực tế có rất, cô biết luôn, có rất là nhiều anh chị đang làm bên ở những chỗ khác. Cô rất là hoan nghênh luôn, cô rất là tự hào cho việc đó luôn, thật. Cô rất là tự hào cho việc đó. Tại vì sao? Tại vì cô đã thành công, cô biến được những người ở số 4 lên số 3. Đúng không? Thậm chí những người đó sau này giỏi hơn tôi luôn nha, cô nói thật. Cô phải học những người đó, tại vì sao? Tại vì những cái mà tôi có mấy bạn nó học hết mẹ nó rồi. Mà trong khi những cái của nó có, tôi không được học. Các bạn thấy bất công không? Mà tôi học thì nhiều khi nó phải thu phí tôi á, mà nó thu phí đắt hơn ban đầu, nó bỏ con K7 vô. Vấn đề là tôi có chịu học hay không thôi. Họ sẽ có những cái mà tôi có, nhưng tôi không có những cái họ có. Cho nên một thời gian sau tôi nói luôn, không lâu đâu, trong 2022, 2023, trong nhóm học viên chúng ta rất nhiều người giỏi hơn tôi bây giờ rất nhiều. Tôi bị bỏ lại chắc chắn. Cho nên tôi sợ lắm, tôi nói thiệt các bạn. Tôi không phải là sợ mất nem hay là nhục gì, đợi tôi nhục nhiều lắm rồi. Tôi sợ là gì? Tôi sợ là kiến thức tôi bị lạc hậu. Tôi học liên tục luôn. Nhưng cứ phải thứ bảy chủ nhật vừa rồi các bạn thấy tôi chụp hình cho các bạn thấy, tôi học với khóa CEO đấy, quản trị doanh nghiệp cấp cao đấy. Mặc dù tôi làm mẹ gì có công ty để quản trị nữa, giờ tôi thất nghiệp mấy năm trời rồi, tôi cứ ngồi online không thất nghiệp không có lâu, còn công ty để làm mẹ nữa đâu. Nhưng tôi vẫn phải đi học. Tại vì những cái đó nó giúp cho tôi mở mang cái tư duy, cái góc nhìn. Và cái gì nữa ạ? Cái mối quan hệ. Má, một khóa 75 triệu. Một khóa 75 triệu mà học có vài buổi à. Bà mẹ nó vừa rồi dịch học cả năm trời, học không hết. Mắc mệt. Mà đi học á, học thì ít. Mà mấy ông nội vô trong đó học xong rồi ra ăn hai, nhậu nhẹt. Kiếm mối quan hệ để làm ăn thì nhiều. Nhưng cái đó nó hay. Các bạn nhớ trong ngành tài chính, nếu như các bạn có hai thứ, một là kiến thức, hai là mối quan hệ, hai cái đó các bạn đủ lớn, các bạn đừng có sợ nghèo, cực kỳ khó nghèo. Thầy không biết uống rượu mà để con hai, đúng rồi. Trời, đi được bình thường mà, tại vì sao? Tôi có cái khác thay thế rượu. Tôi có cái khác thay thế rượu. Không, bậy coca gì không. Làm sao mà khi các bạn không đi, nó phải năn nỉ các bạn đi. Nó nói là anh đi đi, anh không uống cũng được. Lúc đó mới ngon. Còn những cái đứa mà nó rủ các bạn đi, nó đi đi uống cho vui. Mày vui với tao đéo vui. Tao uống tao hại sức khỏe tao, để mày vui với tao đâu có vui. Làm sao mà nó rủ các bạn đi, nó nói là anh đi chung với tụi em cho vui, anh không uống cũng được. Lúc đó thành công. Bạn phải có cái giá trị nội tại của bản thân. Đúng không? Có giá trị nào tại bản thân đó. Cho nên tôi nói các bạn đừng có kiến thức, đừng có nghĩ nó là đắt quá, hay là bây giờ ông học thì từ từ học cũng được, bây giờ làm cái này trước cái kia trước, không là hậu đấy. Các bạn biết cách đây khoảng 7-6-7 năm, cái thời mà tôi học, cái thời mà còn gọi là Đỗ Huy Hiệu, bàn tay vàng của giới Forex bên Hà Nội,
rồi rất nhiều nhân vật của anh con mẹ đó rồi. Cái thời đó mà các bạn biết mấy ông đó bán cái khóa học về Forex á, 300 triệu một khóa vẫn có người học. Mà vô học các bạn biết gì không? Vô học tạo tài khoản bên sàn, mở cái indicator ra, học Fibonacci xong 300 triệu. Còn bây giờ á, bà mẹ cô chia sẻ Fibonacci, Elliott, biết cọt free luôn. Cho nên các bạn nếu như mà chúng ta sau này có làm mặt pin mà chúng ta vẫn cứ tự ti, vẫn cứ nghĩ mình giỏi, không cập nhật kiến thức, một thời gian sau các bạn bị xã hội loại. Tại sao các bạn thấy trong nhóm học viên tôi nó có nhiều bạn đến thời điểm này trong học viên có nhiều bạn cứ học hết khóa này đến khóa nọ, cứ nghe hoài. Tại vì họ cảm thấy tôi có rất nhiều cái kinh nghiệm, cái gì đó chia sẻ đó với họ, cái hay ho đó với họ, và tôi luôn có những cái kiến thức mới cho họ. Các bạn hình dung không? Thì đó, các bạn làm sao các bạn cố gắng, các bạn biến bản thân chúng ta ngày một như vậy, thì khi cái lượng kiến thức này nó tăng lên, tự nhiên chúng ta sẽ khá lên. Tiền chúng ta khó nghèo lắm. Dù cho ai muốn chúng ta nghèo đi chăng nữa, chúng ta ví dụ thậm chí các bạn biết thời điểm này của nó, các bạn biết tin không nha, chỉ cần trong tay tôi nha chỉ cần có 50 đô hoặc 100 đô tôi dễ dàng tôi biến nó thành 1.000 đô. Đến một thời điểm nào đó các bạn sẽ được cái ngưỡng, các bạn sẽ tự cảm nhận cái ngưỡng đó, không cần tôi nói, các bạn sẽ rất là tự tin. Bây giờ có 100 đô trong tay, chỉ cần có 100 đô trong tay thôi, vực dậy được, kéo lên lại còn được, vấn đề là thời gian thôi. Vậy thì có nhiều người ta nói anh ơi, bây giờ em cháy mẹ nó 3 tỷ 2 tỷ, bây giờ làm sao mà em còn 100 triệu à, em cháy 3 tỷ 4 tỷ rồi, em kéo lại được hay không? Tôi nói với các bạn kéo lại được, nhưng kéo lại được á cần phải có thời gian. Tại vì sao? Vốn nó quá ít, chấp nhận thời gian thôi, nó phải bù cái thời gian, phải bù vô cái lượng tiền ít đó. Còn nếu á các bạn có kiến thức thì các bạn có tiền các bạn kéo lên rất là nhanh, còn không có tiền bắt buộc phải gồng thời gian, phải kiên nhẫn, đúng không? Các bạn nói admin phong cần đánh 50 đô lên 5.000 đô đó, thấy không? Có kiến thức đánh lên dần được, có năng lực rồi là lên được. Cái vấn đề là cầm 5.000 nó mày ngon, mày đừng có rút ngon, mày đừng có rút, mày ngồi đánh nữa đi, đánh nữa mà lên 10.000 20.000 bà mẹ cũng bị chốt lời, cũng bị nhà cái nó chốt rồi, chắc chắn, đúng không? Không tin bây giờ các bạn làm một cái bài toán với tôi đi, các bạn thử bỏ 50 đô ra, bỏ 5 đô ra đua xe nè, các bạn thử đánh từ 5 đô lên 5, từ 5 đô không từ lên 5.000 lên 1.000 đô thôi, hoặc lên 500 đô các bạn ngon được rút đi, từ trong cái quá trình từ đây đến cái lúc 500 đô cỡ nào cũng bị một hai lần làm cháy sạch rồi, nhà cái nó chốt. Cho nên bản chất cái đầu cơ tài chính này á, các bạn phải hiểu chúng ta rồi cũng quay về mo, quay về con số 0 là có thật, là sự thật. Chúng ta phải nhận thức việc đó, cho nên nếu chúng ta có cháy tài khoản một vài lần, chúng ta cũng hay an vui với nó, tại vì đó là quy luật mà các bạn, nó là bình thường. Nó phải diễn ra trong cuộc đời chúng ta thôi. Bây giờ có thằng admin nào thực chiến được, giỏi được, cái việc với ông Phong, các bạn thấy ông đóng đánh 50 đô, 5.000 đô, hỏi ông có cháy bao nhiêu lần, ông không nhớ nổi luôn á. Tôi cũng như vậy, cũng không nhớ nổi những số lần tôi cháy. Cho nên nếu như mà các bạn trong quá trình các bạn chơi, các bạn có cháy, các bạn phải vui chứ các bạn sao buồn. Không cháy thì làm sao các bạn có được cái ngày hôm nay như chúng tôi. Cháy là phải có, vấn đề là cháy ít hay nhiều thôi. Nếu chúng ta nhận thức được cái đó, cháy là phải có, thì chúng ta đừng có đi volume lớn trong quá trình chúng ta học. Cho nên các bạn thấy những cái anh em học viên mới vào, tôi luôn khuyên là làm ơn làm phước, đánh volume nhỏ giùm tôi, đánh 5 đô thôi. Cảm chạc. Chắc chắn các bạn sẽ đi cái lý thuyết đau, các bạn sẽ đi cái sóng điều chỉnh. Trong quá trình đi cái sóng điều chỉnh đó, thu ít tiền mà học được kinh nghiệm, nó ngon hơn. Rồi tự nhiên thời gian sau kinh nghiệm đủ rồi, các bạn tự động các bạn đánh. Và rất là nhiều anh chị em, nhất là những cái người rất là giàu, rất là nhiều tiền, họ bỏ ngoài tai cái việc này. Sau khi họ cháy 70.000 đô, 100.000 đô, 200.000 đô, họ lại quay ngược lại cái câu chuyện học giống như chen như các bạn. Mặc dù trước đó họ có thời gian học, họ không học. Họ học xong rồi, tại vì sao? Họ thua đủ nhiều rồi, họ nhận thức ra được, bây giờ là phải lấy lại thôi. Khi nào mà các bạn cảm nhận được một điều, các bạn nha, các bạn nhé. Khi các bạn cảm nhận được một điều mà thật sự bây giờ muốn lấy lại rồi á, tự nhiên các bạn tâm huyết các bạn học. Còn cái kiểu mà thua, cảm thấy còn thời gian học, chưa thấm, chưa đâu, các bạn còn mất nữa. Nó cũng giống như anh em mình mà chơi trong ngành tài chính này, tôi chia sẻ với các bạn. Hồi đó tôi từng đánh theo cái kiểu mà ức, cái kiểu mà cái tôi cá nhân cứ nghĩ mình giỏi á,
không thể nào phân tích sai được đó. Mặc dù phân tích cơ bản má nó bẻ chạc tôi nó uống một cái một cái đợt ông AB cũng có nhật lên đó làm tôi thường chốt các bạn biết tôi lì tôi phân tích tôi không thể nghĩ nào tôi sai được không thể nào sai được mục tiết sau đó cháy DCA cháy đến cái độ mà tôi nói các bạn mà người thân người ta muốn người thân tôi yêu quý tôi lắm thương tôi lắm tại vì tôi là con trai một mà nhà tôi bốn người có người chị hơn người chị có đứa ngoài có con trai một người thân á người ta muốn giúp mình người ta ngại giúp người ta nghĩ cái việc mình đầu tư đó là cái cờ bạc ở đây có ai trải qua cảm giác đó chưa thậm chí các bạn cô mất mẹ liêm sĩ rồi cho nên ngày hôm nay cô nói các bạn luôn đến lúc mà cái thằng bạn thân những thằng bạn thân mình ngồi mình nói chuyện với nó mình mượn tiền nó nói vậy nè các bạn nó nói mà mình nghe mình cảm thấy là mắc cỡ luôn á nó nói câu nói thật mày biết nha bây giờ tao cho mày tiền mày mượn tiền tao mưa cho mày mượn nhưng tao không kỳ vọng mày trả lại nhưng tao nói cho mày biết cái khoản tiền này mày lấy xong tao cho mày mượn xong tao không kỳ vọng cho mày trả lại cũng không kỳ vọng mày trả lại khi nào mà thật sự mày ổn mày cứ trả lại tao không đòi tao không kỳ vọng mày trả lại có nghĩa là chúng ta nghe chúng ta biết là nó biết chúng ta không có năng lực trả luôn á nhưng mà nó không cho chúng ta mượn thì nó lại mất cái tình mà nó cho chúng ta mượn thì nó biết chắc chắn là mất tại vì nó biết chúng ta nó nghĩ chúng ta là cờ bạc thì nó nói thêm câu này nữa mới nhục nó câu này nè nó nói đây là khoản tiền cuối cùng mà tao cho mày mượn lần cuối bạn thân các bạn nói như vậy các bạn nghe em nhục không tôi cần nghe như vậy đấy các bạn cho nên tại sao các bạn thấy là tôi rất là thẳng và thật là tôi vứt mẹ liêm sĩ rồi những cái mà khi chúng ta rơi vào những cái ngưỡng đó rồi tự nhiên chúng ta có động lực chúng ta vươn lên chúng ta học chúng ta các kiểu các bạn nói anh cắt khúc này ra giùm em cắt làm mẹ gì tôi cái câu chuyện này tôi nói rất nhiều rồi mà má các bạn vui lắm nói anh cắt khúc này giùm em nữa em lấy ra để nói chuyện với bạn em còn lại với ông cái này cũng có chia sẻ cũng một vài lần ở bên cộng đồng rồi thật bây giờ á chưa đâu các bạn thu đủ nhiều rồi các bạn mới có động lực các bạn tập trung các bạn học còn chưa thu đủ nhiều các bạn chưa thấy thấm cứ cẩn thận cẩn thận đi má cháy vài lần thôi mang nợ vài lần thôi là tự động ức chế chỗ này nè ức chế chỗ mà các bạn trong tay cầm vài tỷ trong tay các bạn có 100-200 triệu các bạn phải biến nó được thành 300-500 thậm chí 1 tỷ các bạn biết cầm nó tiền rất dễ dàng sau một ngày đẹp trời bà mẹ nó cháy hết kiếm 1 triệu để sinh sống cũng không có nữa đó mới ức chế không phải là cái chỗ bây giờ kiếm 1 triệu sinh sống cũng không khó thì mình đi làm thôi mình có kiến thức mà mình đi làm kiếm 2 lương 20 triệu vẫn được nhưng mà ức ở cái chỗ là cái khoản tiền mấy tỷ mất bây giờ làm sao có 100 triệu để cày lại nó ức cái chỗ đó hiểu không có nghĩa là không còn tiền để cày lại nữa nó ức chế chỗ đó không lẽ bây giờ mình quay lại mình làm cái với cái những cái mà những trong bao nhiêu năm trong trường đại học mình học rồi là kinh nghiệm mình ở đời mình làm giám đốc ra lương 20-30 triệu mình cày lại nữa hả không chấp nhận việc đó được các bạn có bao giờ bị trường hợp này chưa không chấp nhận việc đó được tại vì sao con người chúng ta lên cao quá xuống không chịu ở công ty các bạn mà nó đưa các bạn lên làm giám đốc các bạn nên lo đi các bạn làm không được á nó đẩy các bạn từ giám đốc xuống nhân viên tự động nghỉ việc nên lo đi đúng không từ nhân viên các bạn lên giám đốc các bạn lên được nha nhưng bây giờ cờ giám đốc đẩy xuống ngược lại nhân viên không chấp nhận được phải nghỉ việc qua công ty khác làm hiểu không đó là bản chất con người mà khi các bạn rơi vào trường hợp đó rồi các bạn mới thấy cảnh các bạn hỏi là làm sao để vượt qua cái này cô chia sẻ những cái buổi trước đó rồi bây giờ chia sẻ sẽ không đủ thời gian gần 11 giờ mẹ rồi còn mấy phút nữa thôi chia sẻ 11 giờ nhé 10:47 rồi để ra giờ này cô cho mấy đứa mèo hoang ở ngoài ăn còn mười mấy phút nữa 13 phút nữa chia sẻ luôn cái cách mà vượt qua là cái mà tôi đã chia sẻ cho các bạn đó 4 bước quản lý tài chính cá nhân sẽ không có câu chuyện là một người mà từ 4 tỷ 5 tỷ cháy sạch bây giờ còn 1-2 triệu mà có thể vượt qua cày được 4 tỷ 5 tỷ không có nó phải làm vững được 4 bước quản lý tài chính cá nhân để nó có được cái nền vững chắc rồi bắt đầu từ cái nền đó nó áp dụng cái công thức lãi suất kép á mà phải áp dụng đúng công thức lãi suất kép nha chứ không phải đi làm lỗ kép nhiều ở ngoài làm lãi suất kép là lỗ kép chết mẹ luôn
ai đã chơi tài chính này từ năm 2018 thôi, không từ 17, 18, 19 thôi, các bạn thấy có rất là nhiều thằng mini group mà nó đang áp dụng cái lãi kép là mỗi ngày 1% á. Các bạn nhìn lại sau 2 năm nó giàu chưa? Tôi nói nghiêm túc, các bạn nhìn lại thử đó. Các bạn bữa nào các bạn hỏi nhột đó, các bạn nói anh ơi 3 năm trước em có nghe anh nói về mỗi ngày 1% á, anh cho em hỏi bây giờ anh giàu chưa anh? Các bạn hỏi nó thử câu đó thôi. Tại vì nó bị lủng ở cái bước 4, bước quản lý tài chính cá nhân, cho nên nó nghĩ nó đang là lãi kép, nhưng thực ra nó là lỗ kép. Chỉ cần market giật nó xuống một cái thôi, giật nó xuống một cái thôi là nó mang nợ mẹ nó rồi. Lúc đó nó phải cắt máu của nó ra để nó sinh sống. Cũng giống như những cái thằng mà đi huy động vốn, các bạn biết không? Những thằng huy động vốn chỉ cần mà market vả cho nó một bài phát, nó không có tiền trả cái phần trăm cho người ta, là tiền của nó càng lúc càng ít dần, càng ít dần, càng ít dần. Cho đến cái lúc mà nó tắt thở, nó không còn tiền trả người ta thì nó bể nợ. Đó là lỗ kép. Mà tại sao nó bị dướng như vậy? Là tại vì nó không có quỹ dự phòng. Nó muốn có quỹ dự phòng thì nó phải làm vững 4 bước quản lý tài chính cá nhân, đúng chưa? Đúng không? Cho nên có bạn hỏi làm sao để vượt qua các bạn. Để vượt qua các bạn phải biết chính mình, biết năng lực của mình nằm ở đâu. Ví dụ như tôi có kiến thức, tôi bị gãy thì tôi biết à, tôi có kiến thức nhưng mà tôi thiếu tiền, tôi thiếu tài chính, tôi thiếu cái tài lực. Vậy thì tôi làm vững 4 bước quản lý tài chính cá nhân tôi. Từ cần áp dụng lãi suất kép đi lên, xây cần những cái viên gạch nhỏ nhất đi lên. Các bạn đừng nghĩ nó lâu, nhanh lắm, nhanh. Còn nếu các bạn không chịu xây dựng cái nền đó, các bạn cứ muốn lên, cứ hồi ức của các bạn là à mấy tỷ là bất, phải lấy lại, các bạn mất càng nhiều hơn. Các bạn tin tôi đi, các bạn mất càng nhiều hơn. Một cái ví dụ thực tế nè, lương các bạn đi làm 10 triệu, 20 triệu mà các bạn không để sẵn một cái khoản tiền dự phòng á, coi nhiêu xào bấy nhiêu á. Một ngày đẹp trời con các bạn bệnh, người thân các bạn nhập viện, các bạn không có tiền. Bình thường các bạn đi ăn nhà hàng, các bạn đi chơi này nọ, các bạn là nhân vật sang trọng, đúng không? Các bạn không làm bốn bước quản lý tài chính cá nhân, các bạn không có tiền dự phòng, các bạn là nhân vật KOL trên TikTok trên này nọ, ai cũng nhìn sang chảnh. Một ngày đẹp trời con các bạn, người nhà các bạn nhập viện, các bạn không có tiền đưa họ vào viện, hoặc là bác sĩ nói với các bạn bây giờ phải phẫu thuật 50 triệu, 100 triệu. Các bạn không có tiền, các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ phải bán những tài sản mà các bạn đang giữ, mà phải bán tháo. Hoặc là bạn mua giá cao, bây giờ phải bán giá rẻ. Là một. Cái thứ hai, đi vay mượn. Một khi các bạn vay mượn một cái là tự nhiên cái mức trần của các bạn, cái mức mà các bạn đang ở cái ngưỡng ổn của nó kéo xuống thành không ổn. Lúc đó từ cái ngưỡng không ổn mà lên được cái ngưỡng có tiền đó, nó mất hai bậc. Chỉ có ai đã rơi vào trường hợp đó mới cảm nhận được. Cho nên muốn vận dụng lãi suất kép, những thằng mà nó ngồi nó bô nó nói cái câu chuyện lãi suất kép mà nó đéo biết quản lý tài chính cá nhân 4 bước á, tôi nói các bạn đời nó không bao giờ nó đụng được cái chữ lãi suất kép á. Các bạn tin coi đi. Ngay bài hôm nay luôn, các bạn không tin, các bạn ra các bạn nghiệm lại những cái thằng hồi đó nó đang nói à, mỗi ngày 1%, mới 1% rồi. Nhớ nha, ghi hình lại nha, ghi clip lại của nó nha, một năm sau hỏi lại nó. Sau một năm anh được mấy phần trăm rồi anh? Sau năm anh kỷ lục anh được nhiêu phần trăm rồi? Hoàng Kim Dung, ai đã học những cái khóa của Hoàng Kim Dung cách đây khoảng 4-5 năm, bà nội nó rộ lên xong rồi banh sát, cũng 1% mỗi ngày, cũng 1% mỗi ngày, xong rồi huy động vốn từ trong nhóm gì của ông của bà đó, banh sát. Tên Google search đi, Hoàng Kim Dung còn chuyên viên tài chính má mập như con heo đó. Má nói vậy thì đã ảnh hưởng mấy người mập, để xúc phạm những người khác, xin lỗi. Bốn bước quản lý tài chính có sách hay video hay không? Cái đó có bên YouTube á, bạn nằm trong cái nhóm chat thì bạn hỏi trên group chat cộng đồng, họ gửi lại cho các bạn. Nhiều anh em trong đó học cái đó rồi, gửi lại các bạn free hết. Các bạn nói tháng 7 em áp dụng quản lý bốn bước quản lý tài chính cá nhân và tinh thần đỡ hẳn. Ok, chúc mừng bạn. Bạn chỉ cần bạn tin tôi đi, bạn làm đúng cái đó, và trong quá trình bạn làm bạn cứ nạp thật nhiều kiến thức của bạn vô. Cái kiến thức của bạn vững cộng với cái vốn của bạn có, tự nhiên bạn giàu rất là nhanh. Thật. Còn cái đó là cái nội tại á, đó là cái nội tại, kiến thức thì không có. Đúng không? Kiến thức thì không có mà vốn cũng nếu có, làm sao mà đòi lấy lại tiền? Làm sao lại lấy lại mấy tỷ của market, làm sao lấy được? Đó là phi lý. Nếu mà dễ dàng lấy lại được thì thằng nào nó cũng giàu mẹ nó rồi. Thật luôn, dễ dàng lấy được thằng nào cũng giàu mẹ nó rồi. Bắt buộc chúng ta phải có hai thứ. Một làm vững 4 bước quản lý tài chính cá nhân để có tiền cái đã. Trong cái quá trình mà ngồi làm mà làm xây dựng cái đó thì chúng ta học kiến thức liên tục. Tự nhiên
kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ có, tự nhiên các bạn lên. Ok chưa? Rồi, để xem còn câu hỏi nào nè, 11 giờ rồi. Đúng chưa? Còn 7 phút nữa. 7 phút nữa chắc trả lời câu hỏi cho các bạn nha. Để ra còn cái phần sau nữa, còn cái phần sau là 4 tư duy tài chính quan trọng nữa. Phần sau chắc ngày mai học, ngày mai là thứ tư thì để coi có open cho cộng đồng được hay không. Ngày mai chúng ta học phần sau nha. Ít coi thì chốt bà nó rồi, bây giờ cứ ngồi không, đứng ở ngoài đi, rút tiền ra giùm tôi đi. Bữa giờ vừa rồi ai đánh Marine đang có lãi rút hết ra đi. Rút ra đừng tăng volume. Rút ra để lại 80% bao nhiêu hay là gốc, để lại gốc cũng được, hoặc là ít tiền cũng được, tận hưởng đi. Rút bỏ qua spot hết. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Mình trả lời giải đáp cho anh em nha. Không thì ngày mai chúng ta học cái buổi. Một buổi ngày mai nữa. Hôm nay chỉ là cổng quan thôi, ngày mai thì nó đi sâu hơn về những vấn đề bên trong. Có hạn nói vừa rồi rút lãi hết, lỡ mua Nimana Sen rồi chúc mừng bạn. Nếu bạn mua những cái đó bạn giữ được đến tháng 8 đến tháng 11 bạn coi lại giá thì nó rất là cao. Ở đây anh em mình rất là nhiều người chơi Marine. Lúc mà bị cháy mới ngồi tiếc. Giá như lúc đó rút tiền ra mẹ cho rồi. Rút tiền qua bỏ với trend đừng có tham là giờ ngon rồi, đúng không? Đúng không? Nhiều người như vậy đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là xong rồi có tiền quay lại chơi cũng đâu vào đó, cũng quên cái câu chuyện xưa. Chỉ cần một vài lệnh xanh thôi là quên mẹ những lệnh đỏ, không rút được kinh nghiệm gì hết. Nó cứ lòng vòng vậy. Tiền cũng mất lại. Các bạn thấy cô đánh nhiều khi volume đâu có nhiều đâu. Những cái lúc mà thị trường rõ ràng xu hướng như vừa rồi cũng mới đánh những cái lệnh 5.000, 10.000 các bạn thấy không? Bình thường cô đánh như 500.000 là nhiều à. Cứ kỹ dần. Thị trường rõ ràng xu hướng thì múc mạnh lên thôi. À có bạn cộng đồng mới nhắn là đăng ký tài khoản Marine nạp 500 đô gì đó. Tôi nói nhắc lại nha, các bạn đang bị hiểu nhầm. Cái nạp 500 là nạp cho tài khoản của chính các bạn chứ không phải cho tôi hay bất kỳ người nào nha. Nha, coi chừng bị cụi admin hay bị cụi khác nó scam các bạn á, cụi khác mình cộng đồng nó ghê lắm. Có nghĩa là các bạn muốn vào trong nhóm Marine á, channel Marine á, thì các bạn chỉ cần các bạn đăng ký dưới đường link đó và các bạn tạo tài khoản thì trong channel Marine nó cũng kèo bình thường như các bạn, để cho free hết hoàn toàn. Chỉ cần tạo tài khoản và nạp tiền như thôi. Tại sao phải có phần nạp tiền? Để tránh những thằng cầu ngầm nó tạo tài khoản cho có hình thức nó vô nó lấy kèo, các bạn hiểu không? Nó vô lấy kèo hoặc là nó làm đủ kiểu gì đó, cho nên bắt tôi đặt cái vấn đề là tài khoản sống mà tài khoản mà lâm cơm cho của nó nạp 50 đô 100 đô nó vô, bọn lâm cơm nó vô mệt lắm, nâng mẹ nó lên 500 đô 1.000 đô. Tại vì khi cái lượng tiền của các cái những người đó của tiền của họ lên là tự nhiên cái tầm của họ tương ứng à, các bạn thấy không? Từ lúc tôi nâng cái khóa 1.700 lên, các bạn thấy là đâu có mấy cái bọn đâu, cái anh mấy anh em mà từ cái khóa 1.700 vô là đa số là mấy anh em lớn tuổi không? Là số mấy anh em lớn tuổi và chững chạc không à, không còn lâm cơm lo nhoi nữa, đúng không? Mình kèm cũng đỡ mệt hơn, tại vì tư duy các anh chị đó rất là tốt rồi, có kinh nghiệm hết rồi. Cái góc nhìn của họ là góc nhìn của người lớn, mình hướng dẫn họ đi rất là nhanh, ok chưa? Đấy, các bạn mới nhắn vô để mà riêng các bạn chỉ cần đăng ký dưới đường link đó, nạp tiền tài khoản sống là vô nha, không có đóng phí cho ai hết. Nhắc lại nha. Rồi vô group nhiều cái BM mà ai mà chủ động BM các bạn trước là coi chừng fake hết á, nó scam các bạn á. Ok chưa? Rồi để xem còn câu hỏi nào nữa nè. Rồi còn câu hỏi nào không ạ? À có bạn nó hết vé 1K7, thật ra không có tăng. Không có tăng. Các bạn vừa rồi là nói là lên tháng 3 gì đó lên 2K đúng không? Các bạn biết không, cái ngưỡng 1K7 là đủ để sàng lọc đám đông rồi. Không lên 2K lệch em cũng không có nhiều. Vẫn là 1K7. Lên nhiều quá làm tôi mà lên mẹ nó cũng lên 3K luôn, 5K luôn chứ không lên 3, 4K, 5K luôn. Không có lên cái kiểu mà 1K7 lên 2K. Cũng bình thường. Thầy public kênh chia sẻ tài liệu không? Mình không public cái kênh đó. Thật, đúng không? Các bạn nói 1K7 là so much. Cái thực ra cái mức đó là các bạn nhìn đi, những cái người mà thực sự có tài chính để họ có thể vào một cái khóa học trọn đời 1K7 á, là cái tài chính của họ cái ngưỡng đó, họ chịu bỏ ra ngưỡng đó thì rõ ràng cái level của họ khác, các bạn, họ khác với những cái đứa lâm cơm bên ngoài.
là những cái đứa gì ở cái môi trường số 1 hồi nãy á, nhớ không? Là những cái số 1 á, tụi nó vẫn còn ham chơi lắm. Tụi nó vẫn còn thích nộp cho market lắm. Nó thua đủ nhiều rồi, nó tự động nó rớt ở số 2. Nó tự động nó biết nó phải tiến hóa lên số 2. Từ số 2 có kiến thức rồi, tiền lên nhiều rồi, tự động nó phải học liên tục để lên số 3. Coi là số 3 đây nè. Được chưa? Thầy ơi, đoạn 45k 46k có nên chốt hàng chờ sóng họ điều chỉnh hay vào hay không? Cơ bản các bạn phải xác định là các bạn đang hold hay trade. Nếu các bạn đang hold các bạn không cần phải chốt. Còn nếu mà các bạn muốn trade con số lượng các bạn phải chốt. Các bạn chốt, nhưng mà các bạn trade con số lượng các bạn đừng có quất hết, bán ra hết cái kiểu là hề non hạn biển là hold xong rồi thấy thị trường như vậy không phải chốt ra mua lại, đừng có múc hết. Các bạn chốt thì chốt 20% thôi là nhiều, để bán xong rồi giá thấp mua lại thì ok, cái là trade con số lượng. Ok chưa? Đây các bạn vừa rồi bạn hỏi xong bạn muốn bạn hold. Ủa hold thì bây giờ thị trường lên trong ngắn hạn bạn coi làm mẹ gì? Bây giờ thay vì nó không lên mà nó xuống thì bạn bán không? Bây giờ thay vì nó không lên bung bung 3k nó xuống bằng 20k bạn bán không? Nếu mà bạn bán thì bạn còn dám gọi là hold đúng không? Nếu hold đừng xem giá ngắn hạn. Hiểu không? Còn thà trade thì ok. Đó cũng là cái bốn tư duy tài chính mà ngày mai chúng ta học á. Okay chưa? Rồi, để xem còn câu hỏi nào nữa. Rồi, thôi không còn câu hỏi nào nữa nhưng nha. 11 giờ rồi, tôi phải cho mấy cái đám nhỏ ngoài, mấy em chân dài tôi nó ngồi. Tôi cho tụi nó ăn rồi. Các bạn biết một tháng như vậy tôi bỏ ra 3 đến 5 triệu chỉ để mua cá, mua cho những cái động vật ở bên ăn ở ngoài ăn. Tại vì đó là cái niềm vui của tôi. Nhìn tụi nó ăn là mình thoải mái tinh thần lắm. Hôm nào mà có cháy cũng thấy vui nữa. Ok, bye bye các anh em nha. Clip hôm nay có lưu lại mà sẽ up cộng đồng ha. Ba các anh em nha, chúc các anh em ngủ ngon nha. Bây giờ cô chốt hết rồi, đi coi có lên hay xuống cũng ngồi không à. Ba anh em nha.